Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 22. Thấy Tần Văn Minh không thể ngăn nổi một nhát kiếm của Đinh Dũng, cứ thế bị Đinh Dũng đánh cho quỳ phịch xuống đất, ói ra cả miệng máu tươi thì tất cả mọi người đều sững sờ, còn mấy người ngồi trước ngọc án không hẹn mà cùng nheo mắt nhìn. Thiết Vô Cực tối sầm mặt lại. Mặc dù trước đó ông ta đã từng giao lưu với Đinh Dũng nhưng chỉ thấy cậu thanh niên này giàu có chứ không hề nghĩ Đinh Dũng lại có công phu như vậy. Đây cũng là lý do khiến Thiết Vô Cực trước đó dù lên tiếng nhưng không nói theo ý Đinh Dũng, từ chối thẳng thừng Bách Lý Thuần, vì ông ta biết rõ ở thế giới này tiền không phải là vạn năng, đứng trước thực lực tuyệt đối, kể cả có nhiều tiền cũng vô dụng. Thế nhưng cho dù thế nào, ông ta cũng không thể ngờ nổi Đinh Dũng lại có thể chèn ép Tần Văn Minh trên phương diện võ đạo. Đó chính là người xếp đầu trong đời văn tự của nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc. Nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc là gia tộc thế nào? Người khác có thể không biết nhưng người như Thiết Vô Cực có địa vị cao trong nhà họ Thiết bao nhiêu năm như vậy đương nhiên từng nghe nói tới cái tên Tần Vô Địch, cái tên làm chấn động cả Giang Bắc. Khi còn trẻ, Tần Vô Địch cũng chỉ là người vô danh, sau khi rèn luyện vài năm không có kết quả thì bị đuổi ra khỏi sư môn, thế nhưng vài năm sau, người này bỗng nhiên nổi tiếng. Và kẻ địch đầu tiên ông ta khiêu chiến chính là sư môn năm xưa, ông ta dựa vào sức một mình mà dẹp bằng cả võ đạo quán. Đó là người khiến cho tất cả mọi thế lực ở Giang Bắc nghe đến tên là tái mặt. Ở thời đó không ai dám đối đầu với nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc, kể cả là gia tộc nhà họ Yên, dù không hề yếu thế hơn nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc thì cũng lựa chọn nép về sau, không ai dám xuất thế, vì Tần Vô Địch quá mạnh, không hổ với cái tên Vô Địch. Ông ta đã đạt được tới cảnh giới không có đối thủ, và đó là truyền thuyết của thời đại đó. Đây cũng là lý do khiến những gia tộc khác không muốn lộ diện ra bên ngoài mà lựa chọn quy ẩn, còn nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc từ xưa đến nay vẫn luôn hoạt động ở bề nổi, vì có Tần Vô Địch lèo lái, bọn họ có đủ tự tin, cho dù thế đạo thế nào thì nhà họ Tần cũng đều có thể nhẹ nhàng vượt qua. Hiện giờ danh hiệu của Tần Văn Minh là Tiểu Vô Địch, thế nhưng đến một chiêu của Đinh Dũng cũng không đỡ lại nổi. Điều này khiến Thiết Vô Cực càng cảm thấy sững sờ, trong lòng bất giác nghĩ tới rất nhiều điều. Khốn nạn, bị Đinh Dũng ấn xuống đất, Tần Văn Minh tái mét mặt, hắn không buồn lau vệt máu trên miệng mà cố gắng đứng dậy. Thế nhưng lực đạo của Đinh Dũng lại quá mạnh, vỏ kiếm đen giống như ngọn núi nặng tựa ngàn cân, không những đè nén khiến Tần Văn Minh không thể đứng dậy nổi mà càng khiến phần hông hắn dần dần khom xuống, khiến hắn phải cúi đầu. Mau dừng tay, thấy cảnh này. Bách Lý Thuần mặt không còn giọt máu, ông ta vội đi tới, nheo mắt nhìn Đinh Dũng cười nói, đã phân thắng bại thì cậu đây đừng ra tay quá đà, dù sao thì làm người cũng nên biết giới hạn, sau này gặp nhau còn dễ nhìn. Làm người phải biết giới hạn, nếu người bại là tôi thì các ông có biết giới hạn không? Đinh Dũng nhếch miệng cười, nhìn Bách Lý Thuần mà hỏi lại. Anh chưa bao giờ biết sợ ai là gì, cho dù là nhà họ Bách Lý hay nhà họ Tần Thị thì anh cũng không sợ. Đây là suy nghĩ của Đinh Dũng, là sự tự tin của anh có được sau khi sống hơn 5.000 năm. Cậu, tôi chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu thôi. Nhà họ Tần Thị không phải gia tộc mà cậu có thể đụng tới. Bách Lý Thuần khựng nụ cười, hắng giọng nhìn Đinh Dũng lắc đầu. Nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc uy danh lẫy lừng, không phải gia tộc mà sức một mình cậu có thể làm lay chuyển được. Cậu quá kiêu ngạo rồi đấy. Thả tôi ra, nếu không nhà họ Tần Thị sẽ không tha cho cậu. Tần Văn Minh nghiến răng nhìn chằm chằm Đinh Dũng, cố dùng sức ngẩng đầu, hét lên nạt nộ Tần Vô Địch là ông nội tôi. Cái gì? Tần Vô Địch là ông nội hắn? Tần Vô Địch là ai? Có một vài người từng nghe nói cái tên Tần Vô Địch, lúc này nghe Tần Văn Minh nói vậy thì đột nhiên biến sắc, cũng có những người chưa từng nghe tới cái tên này, nhưng sau khi nghe người khác xôn xao bàn tán thì mặt mày cũng thay đổi hẳn sắc thái. Nói tóm lại, nghe về kỳ tích của Tần Văn Minh năm xưa, gần như không ai không thay đổi biểu cảm. Nếu nói ai đó không hề có phản ứng khác thường ở thời điểm này thì chỉ có thể là Trần Khả Hân của Thiên Âm Môn mà thôi. Cô ta nghe cái tên này xong thì không hề có phản ứng về thái độ, ngược lại chỉ vươn vai xoay người, nhìn Đinh Dũng với vẻ hào hứng. Trong đôi mắt đầy mê hoặc của cô ta mang theo ánh nhìn kỳ bí, không biết cô ta đang nghĩ gì. Thiên Âm Môn không phải là gia tộc mà là một thế lực lớn ở Giang Bắc. Mặc dù bình thường rất ít khi xuất hiện trong xã hội, kể cả là một vài người trong một số gia tộc thì cũng rất ít khi nghe nói tới Thiên Âm Môn, do vậy mà nhiều người có mặt ở đây không hề coi trọng Trần Khả Hân. Tần Vô Địch, nghe cái tên này, Đinh Dũng hơi khựng người. Trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình ảnh một người thanh niên. Trước giấc ngủ lần trước,
anh từng gặp một thanh niên thèm khát rượu, đã từng cùng anh trú ngụ bên trong ngôi miếu cũ bên bờ sông Động Đình nửa tháng trời. Người thanh niên này từng nhắc tới cái tên mình, hình như là Vô Địch. Ninh Dũng còn nhớ đã từng chỉ bảo cho cậu ta một hai chiêu thức, thế nhưng cậu ta quá cố chấp nên không mấy quan tâm tới lời chỉ bảo của anh, sau này Đinh Dũng rời khỏi đó nên không gặp lại nữa. Lẽ nào là tên đó, nghĩ vậy, Đinh Dũng nhướng mày nhìn Tần Văn Minh, hỏi, ông cậu giờ còn uống rượu quỷ nhưỡng không? Cái gì mà quỷ nhưỡng? Ông tôi trước nay chưa bao giờ uống rượu, nghe Đinh Dũng nói vậy, Tần Văn Minh hắng giọng, đột nhiên bật cười lạnh lùng, giờ biết sợ rồi à? Còn bảo biết ông tôi sao có thể quen biết loại tạp nham như cậu được? Đinh Dũng lắc đầu bất lực, xem ra không phải gã thanh niên mà mình biết. Đã không quen thì cũng không cần nương tay, nghĩ vậy, Đinh Dũng cứ thế giơ vỏ kiếm đen lên, sau đó tung một đạp đạp vào vai Tần Văn Minh khiến hắn nằm vật ra đất. Việc của chúng tôi ở Kim Châu, chưa đến lượt nhà họ Tần thì can dự, nhân lúc tôi còn chưa thay đổi ý kiến thì mau cút đi, nói rồi, Đinh Dũng lại một lần nữa đạp vào chân Tần Văn Minh, lạnh giọng nói. Nghe vậy, Tần Văn Minh vội bò lồm cồm dậy, hắn nhìn Đinh Dũng chằm chằm, mặt mày tái đi, chỉ vào Đinh Dũng, cậu cứ đợi đấy cho tôi, chú tôi ở Kim Châu, nhà họ Tần thì nhất định sẽ không tha cho cậu. Nói rồi, Tần Văn Minh gần như sợ Đinh Dũng lại ra tay với mình nên vội chạy ra khỏi cửa khách sạn. Đinh Dũng không ra tay với Tần Văn Minh. Trên thực tế, sau khi giao đấu với hắn, anh hoàn toàn mất đi hứng thú với nhà họ Tần Thị. Trước đó khi bố con nhà họ Trương gặp nạn, đã từng gặp người của nhà họ Tần Thị, lúc đó anh còn cho rằng gia tộc với cái tên Tần Thị quá yếu. Hiện giờ xem ra kể cả là tên đứng đầu của đời văn tự thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ tới thực lực của nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc cũng chỉ như vậy mà được người của Bách Lý Thuần tự đồn thổi thành kiếm đạo, khiến Đinh Dũng coi thường. Cậu bạn à, cậu đụng phải tổ ong rồi đấy, thấy Tần Văn Minh lao ra ngoài bỏ đi, Bách Lý Thuần không khỏi lắc đầu. Ông ta nheo mắt, chú của Tần Văn Minh gần đây mới xuất quan ra ngoài, nghe nói đã đột phá tới giới hạn võ sĩ, thành tựu đạt cảnh giới đại sư. Cậu đụng phải ông ta thì đúng là hai. Thiết Vô Cực tái mặt. Chú của Tần Văn Minh đạt cảnh giới võ đạo đại sư sao? Gia chủ của nhà họ Thiết là Thiết Linh Long trước kia vẫn luôn tâm niệm có thể đột phá ra khỏi tầng võ sĩ, đạt được cảnh giới đại sư. Đáng tiếc, tới cuối cùng ông ta cũng không thể đạt cảnh giới võ đạo đại sư nên mất tích không thấy tăm hơi. Chú của Tần Văn Minh cũng ở đây, Yên Anh Ly mặt mày tối sầm cả lại, có điều hắn ta không tỏ vẻ quá kinh ngạc, chỉ là trước đó hắn và Tần Văn Minh từng xung đột, không ngờ chú của Tần Văn Minh cũng ở đây. Không biết chú của hắn là ai. Duy chỉ có Trần Khả Hân từ đầu tới cuối không hề lên tiếng, cũng không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, lúc này cô ta hít vào một hơi thật sâu, nhìn Đinh Dũng, hỏi với giọng nhẹ nhàng, thực lực của anh cũng được đấy, anh có muốn làm vệ sĩ cho tôi không? Làm vệ sĩ bên cạnh tôi có rất nhiều lợi thế đấy, ví dụ như, tên tiểu tử Tần Văn Minh kia gặp anh cũng phải đi đường vòng, nói rồi, Trần Khả Hân bụng miệng cười yểu điệu. Dáng người Trần Khả Hân rất thu hút người khác, lúc này thêm nụ cười yểu điệu đó của cô ta khiến không biết bao ánh mắt đổ dồn về phía này, thậm chí có người còn không nhịn nổi mà nuốt nước bọt. Nghe giọng nói đó của Trần Khả Hân, Đinh Dũng quay đầu lại nhìn cô ta, cau mày. Đinh Dũng không trả lời cô ta mà hỏi lại, lẽ nào hiện giờ Tần Văn Minh thấy tôi không đi đường vòng sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha ha ha, có cá tính đấy, tôi rất thích. Trần Khả Hân lại lần nữa bật cười. Cô ta lắc đầu liếm liếm miệng, đáng tiếc, Tần Văn Minh không bằng ai cả. Anh quả thật có thể tự hào, thế nhưng chú của Tần Văn Minh đạt cảnh giới võ đạo đại sư, anh nghĩ ông ta sẽ tha cho anh sao? Ninh Dũng, nếu cô Trần đây có thể bảo vệ cậu khỏi bàn tay của nhà họ Tần Thị thì cậu có gì mà phải do dự, nghe vậy, Thiết Vô Cực đảo mắt, vội đứng dậy nói với Ninh Dũng, võ đạo đại sư và võ sĩ đỉnh phong là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách quá lớn, không phải là cảnh giới cậu có thể tưởng tượng được đâu. Cảm ơn ý tốt của các vị, có điều tôi vẫn thích tự do tự tại hơn, Đinh Dũng cười nói với Thiết Vô Cực rồi lắc đầu, nếu như nhà họ Tần Thị muốn gây rắc rối cho tôi thì cứ để bọn họ tới tìm tôi là được. Hừ, đúng là không biết điều, nghe vậy, Hàn Hàn đứng ở phía dưới bật cười lạnh lùng, mỉa mai, tới lúc người nhà họ Tần Thị tới thật thì cậu đối phó thế nào? Đừng làm liên lụy tới chúng tôi. Nào ngờ hắn vừa dứt lời, Đinh Dũng đã quay sang nhìn hắn với con mắt lạnh lùng. Có điều nghĩ tới Hàn Phương Nhiên đang ở bên cạnh,
Đinh Dũng không hề có ý định ra tay với hắn mà chỉ hắng giọng, anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu. Nếu không phải tôi nể tình anh cũng họ Hàn thì giờ anh đã là cái xác rồi. Đinh Dũng nói lời này mang theo sát khí nặng nề khiến mặt Hàn Hàn tái mét. Hắn vội rụt cổ, nắm chặt tay tức tối nhưng không dám nói thêm lời nào. Giờ có thể thả cậu ta chưa? Sau đó, Đinh Dũng lại nhìn sang Bách Lý Thuần. Nghe vậy, Bách Lý Thuần ho hắng, nheo mắt cười, đã chứng minh được cậu đại diện cho nhà họ Trương rồi thì đương nhiên việc vừa rồi chỉ là hiểu nhầm cả thôi. Người đâu, còn không mau mời Trương Thiếu ra tới, nói rồi, Bách Lý Thuần lập tức liếc mắt ra hiệu với đàn em. Ông ta vừa dứt lời lập tức có người khiêng Trương Bồi Sơn tới còn Bách Lý Thuần chỉ vào ngọc án bên cạnh Thiết Vô Cực, nhíu mắt cười nói với Đinh Dũng, cậu Đinh, mời ngồi bên này, Đinh Dũng gật đầu, sau đó nhìn sang Hàn Phương Nhiên đang đứng trong đám người rồi giơ tay trái ra. Những người khác thấy vậy thì khó hiểu, không biết Đinh Dũng làm tư thế tay là có ý gì. Duy chỉ có Hàn Phương Nhiên thấy vậy thì vui mừng ra mặt. Cô vội đi tới, kéo tay Đinh Dũng, cùng Đinh Dũng đi tới phía trước ngọc án. Vị này là, thấy Hàn Phương Nhiên đi bên cạnh Đinh Dũng, Thiết Vô Cực sững người. Vợ tôi, Đinh Dũng cười nói, kéo Hàn Phương Nhiên ngồi xuống, sau đó nói với Thiết Vô Cực, ông Thiết đồng ý cũng nhanh đấy, ông muốn kết liên minh với bọn họ thật sao? Nghe vậy, Thiết Vô Cực cười khổ, liếc sang nhìn đám người Bách Lý Thuần và Yên Anh Ly một cái rồi khẽ giọng, chẳng còn cách nào cả, mấy người này xuất thân từ gia tộc lớn, nhà họ Thiết chúng tôi đối đầu với một gia tộc còn được, nhưng đồng thời đối đầu với áp lực của nhiều người thế này, quả thật chúng tôi không gánh được. Và lại, thực ra cũng không có gì là không tốt cả. Mặc dù lấy được một phần lợi ích, nhưng khi thế cục hỗn loạn, lại có cái ô bảo vệ thì cũng không phải là việc xấu, nói tới đây. Thiết Vô Cực nhìn Đinh Dũng mà nói tiếp, cậu Đinh, không ngờ thân thủ của cậu lại tốt như vậy, lát nữa nếu cậu cũng vậy thì tôi kiểu gì cũng phải tranh cho cậu ít lợi ích. Nói ra thì cũng có lý đấy, Đinh Dũng nheo mắt, chợt nghĩ những gì Thiết Vô Cực nói không phải là không có lý. Thế cục hỗn loạn mà thành phố Kim Châu không có kẻ mạnh nào đứng ra chấn giữ thì rất dễ khiến thành phố này biến thành mục tiêu. Nếu như được nhà họ Tần Thị và nhà họ Yên Thị bảo vệ, lại thêm thực lực của hàng trăm gia tộc kết hợp lại thì có muốn bảo vệ Kim Châu cũng không phải việc gì khó. Đã vậy thì Đinh Dũng không có lý do gì phản đối. Có điều, việc lợi ích và quyết sách liên minh, Đinh Dũng thấy rằng vẫn nên tranh giành một chút, tránh tới lúc đó gặp rắc rối bị ngáng đường. Người đâu, lôi tên này xuống, đúng lúc này, Bách Lý Thuần đột nhiên chỉ vào cậu thanh niên mặc đồ trắng. Trương Bồi Sơn đã thả đi rồi thì tên thiếu gia nhà họ Lý này đương nhiên không thể thả tiếp được, nếu không Bách Lý Thuần có muốn giết gà dọa khỉ thì cũng vô dụng, và lại chỉ cần Đinh Dũng gật đầu, ông ta tin cả thành phố Kim Châu này không kẻ nào có thể đối đầu được với ông ta. Đợi đã, cậu thanh niên nhà họ Lý nghe vậy thì đột nhiên tái mét mặt, vội hét lên với Đinh Dũng, anh cứu hắn sao không cứu tôi? Các người như vậy mà muốn kết liên minh với chúng tôi à? Các người đúng là lòng lang dạ sói. Tư lợi cho bản thân, thế nhưng điều khiến người ta không ngờ tới đó là thiếu gia nhà họ Lý không những không cầu cứu Đinh Dũng mà ngược lại còn tỏ thái độ bề trên chỉ trích Đinh Dũng. Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày. Anh còn chưa lên tiếng thì Thiết Vô Cực đã lạnh giọng nạt, việc gì cũng phải xem có phù hợp không. Cậu muốn cậu Đinh giúp mình mà còn nói năng ngông cuồng như vậy thì đúng là ngạo mạn quá rồi đấy. Anh dựa vào cái gì mà không cứu tôi? Cậu thanh niên kia hoang mang, mặt mày khó chịu nhìn Đinh Dũng. Rõ ràng một câu của anh có thể cứu tôi. Anh đúng là tàn ác. Đinh Dũng hắng giọng nhìn hắn ta, tôi và cậu không thân không quen sao tôi phải cứu cậu. Câu nói này của Đinh Dũng quả đã tiết lộ rất nhiều thông tin. Ngoại trừ nói cho cậu thanh niên mặc đồ trắng kia nghe ra thì cũng muốn nói cho Bách Lý Thuần nghe, ý tứ chính là tôi không quen hắn ta, tôi cũng sẽ không cứu hắn ta, thậm chí hắn chẳng liên quan gì đến tôi, ông xử thế nào tùy ông. Quả nhiên. Những người ở hiện trường đều là lão hồ ly, vừa nghe vậy, Bách Lý Thuần lập tức phản ứng lại. Ông ta phất tay nạt, từ chối lời mời của tôi, tội đáng chém, lôi xuống chém cho chó ăn, chỉ để lại cái đầu mang tới nhà họ Lý. Vâng, nghe Bách Lý Thuần nói vậy, mấy tên thuộc hạ của ông ta lập tức vâng lệnh cung kính. Các người không được sống yên đâu, nhà họ Lý chúng tôi sẽ không tha cho các người, cậu thanh niên mặc áo trắng kia mặt mày tái cả đi, cố gắng vùng vẫy hét lên. Tôi có làm ma cũng không tha cho các người, các ông cứ đợi đấy, bố tôi nhất định sẽ đến cứu tôi, ông ấy sẽ không tha cho các người. Thế nhưng cho dù hắn ta có mắng chửi khản cổ thì sắc mặt Đinh Dũng vẫn không hề thay đổi,
mãi tới khi hắn bị lôi đi rồi, những người bên dưới mới khẽ giọng xôn xao. Có điều không có ai dám nói to vì người chủ trì hãy còn ở phía trên, nếu như đến tai ông ta thì e rằng kết cục của họ cũng chẳng khác gì thiếu gia nhà họ Lý. Thấy cảnh này, Bách Lý Thuần gật đầu cười. Mục đích giết gà dọa khỉ của ông ta đã đạt được, hiện giờ người ở bên dưới còn không dám nói to chính là minh chứng rõ ràng nhất, cho nên Bách Lý Thuần mới hắng giọng, nhìn Đinh Dũng và Thiết Vô Cực, nói cậu Đinh, việc liên minh thật sự cần phải tiến hành, là người đại diện cho nhà họ Trương, cậu đương nhiên có quyền lợi và nghĩa vụ tham gia vào việc này, không biết ý hai vị thế nào. Việc liên minh cần phải tiến hành, vừa rồi tôi và cậu Đinh đã thương lượng xong rồi. Cho dù thế nào thì hai chúng tôi chí ít cũng cần chia đôi lợi ích, nếu không thì việc này cũng không cần phải bàn nữa. Thấy Bách Lý Thuần lại lần nữa nói đến việc liên minh, Thiết Vô Cực xoa xoa cằm. Bách Lý Thuần cau mày, nghĩ một lát rồi lại nhìn sang Yên Anh Ly và Trần Khả Hân, hỏi, hai vị thấy việc này thế nào? Chia đôi, khẩu khí lớn đấy, Yên Anh Ly cau mày, giọng điệu khó chịu. Nghe vậy, Đinh Dũng hắng giọng, còn Thiết Vô Cực lại lạnh lùng. Là chúng tôi khẩu khí lớn hay các vị? Thành phố Kim Châu là địa bàn của chúng tôi, cho các vị chút lợi ích đã là nhân nhượng rồi, đừng mong ức hiếp người quá đáng. Tôi đại diện cho Thiên Âm Môn đồng ý, Trần Khả Hân không buồn nhìn tất cả mọi người, cô ta cứ thế nhìn sang Đinh Dũng, bước đi uyển chuyển, cười nói, anh trai, bao giờ nghĩ xong thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào, có điều nếu như nhà họ Tần Thị ra tay với anh thì có tìm tôi cũng có lẽ không có mấy tác dụng đâu. Đối mặt với dáng vẻ khiêu khích đó của Trần Khả Hân, Đinh Dũng vẫn không tỏ thái độ quan tâm, ngược lại, Hàn Phương Nhiên thấy thế thì ôm chặt cánh tay Đinh Dũng, bộ dạng ghen ra mặt. Cô nói, không ngờ anh ở ngoài lại được người ta để ý vậy. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Hàn Phương Nhiên vẫn rất ngọt ngào. Đinh Dũng không quan tâm tới Trần Khả Hân chính là minh chứng rõ ràng nhất, và lại có người thích, chứng tỏ Đinh Dũng ưu tú. Chồng mình ưu tú thì có gì không tốt đâu. Cô Trần. Cô, nghe Trần Khả Hân nói đồng ý, Yên Anh Ly không khỏi cau mày, Trần Khả Hân là thánh nữ của Thiên Âm Môn. Cô ta đồng ý thì về cơ bản có nghĩa là Thiên Âm Môn đồng ý. Hiện giờ Tần Văn Minh lại không ở đây, chỉ còn lại một mình hắn, đối mặt với áp lực của tất cả mọi người, cuối cùng Yên Anh Ly cũng chỉ có thể gật đầu, nghiến răng nói, đã vậy thì chia hai người một nửa lợi ích. Đã vậy thì nhà họ Bách Lý chúng tôi đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Việc liên minh như vậy là, thấy Trần Khả Hân và Yên Anh Ly đều không phản ứng gì, Bách Lý Thuần nheo mắt gật đầu, đương lúc định nói tiếp thì đột nhiên Thiết Vô Cực ngắt lời, chúng tôi còn có một yêu cầu nữa. Còn có yêu cầu, Yên Anh Ly thay đổi sắc mặt, hắng giọng, các ông đừng được đà lấn tới. Yêu cầu gì, anh Thiết cứ nói, nghe vậy, Bách Lý Thuần hơi sững người, sau đó ông ta phản ứng lại, chỉ cần không quá đáng thì chúng tôi có thể đồng ý. Trên thực tế, Yên Anh Ly dù nói khó nghe nhưng hắn lại không dám phản đối lại lời nói của Thiết Vô Cực, chỉ là hắn thấy Thiết Vô Cực và nhà họ Trương chỉ là hai gia tộc hết sức bình thường mà lại yêu sách với nhà họ Yên của hắn, thật khiến hắn khó chịu. Sau này cho dù thành phố Kim Châu gặp phải chuyện gì thì các vị là một trong những bên liên quan của liên minh cho nên tôi cần các vị cam kết ra tay trong ba lần, Thiết Vô Cực nói với vẻ mặt nghiêm túc, ông ta đảo mắt nhìn mấy người phía Bách Lý Thuần và Trần Khả Hân. Vốn dĩ Yên Anh Ly còn cho rằng Thiết Vô Cực lại dở giọng làm khó người khác, sau khi nghe yêu cầu của ông ta, hắn đột nhiên thẫn thờ, còn Bách Lý Thuần và Trần Khả Hân cũng vậy, một lúc sau, Bách Lý Thuần mới phản ứng lại, vội bật cười ha ha, nói, chúng ta đã tổ chức liên minh thì đương nhiên sẽ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu như thành phố Kim Châu xảy ra chuyện gì thì chúng tôi đương nhiên sẽ tương trợ. Cho nên, các ông đồng ý phải không? Đinh Dũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bách Lý Thuần mà hỏi. Khụ, khụ, Bách Lý Thuần gượng gạo ho lên một tiếng như thể không ngờ Đinh Dũng lại hỏi câu này, thế rồi ông ta chỉ có thể gật đầu, cười trừ, đương nhiên rồi, chúng tôi đồng ý. Tôi còn tưởng là điều kiện gì, hỏi câu này không phải thừa sao. Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ thành phố Kim Châu, nếu không thì tổ chức liên minh còn ý nghĩa gì nữa, Yên Anh Ly bày ra bộ mặt mỉa mai, nhìn Đinh Dũng mà nói các vị đúng là ngốc hay giả ngốc vậy. Lần này Đinh Dũng không trả lời câu hỏi của hắn. Hoặc có lẽ theo Yên Anh Ly thấy thì đây là việc làm thừa thãi, thế nhưng đối với thành phố Kim Châu mà nói thì lại giống như có thêm sự đảm bảo, đặc biệt là lúc này nói câu này trước mặt tất cả mọi người càng khiến người ta có thể chấp nhận tổ chức liên minh, khiến người ta yên tâm hơn. Trần Khả Hân không lên tiếng nữa, thế nhưng vẻ mặt của cô ta đã thể hiện tất cả, đặc biệt là chốc chốc cô ta lại nhìn sang Đinh Dũng,
trong đôi mắt mang theo vẻ hứng thú, khiến người ta rất dễ hiểu nhầm cô ta vì Đinh Dũng nên mới đồng ý. Thế nhưng trên thực tế thì yêu cầu này đối với Trần Khả Hân mà nói lại chẳng có khác biệt gì lớn, vì kể cả là không có yêu cầu này thì bọn họ đã lựa chọn tổ chức liên minh ở thành phố Kim Châu, vậy thì nhất định sẽ không ngồi ngó lơ khi thành phố này gặp nạn. Thấy tất cả mọi người đều đồng ý, Bách Lý Thuần mới gật đầu, nhìn mọi người cười nói, đã vậy thì việc liên minh định vậy nhé, 5 ngày sau tổ chức lễ kết liên minh, tới lúc đó tôi sẽ phái người tới thông báo, hy vọng tới lúc đó các vị đều có thể đến đúng giờ, tới lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Được, Đinh Dũng và Thiết Vô Cực nhìn nhau, gật đầu. Được, tới lúc đó tôi nhất định sẽ tới đúng giờ, Trần Khả Hân gật đầu rất nhẹ, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xoay người, từng nét bốc lửa trên cơ thể hoàn mỹ lập tức được phô bày. Trong buổi tiệc sau đó, không ai nhắc tới việc này nữa, sau hồi giao lưu, kể cả có người vẫn tỏ thái độ bất mãn với việc liên minh lần này nhưng vì vết xe đổ trước đó, không ai dám chủ động lên tiếng. Mãi tới khi tàn tiệc, Tần Văn Minh không quay lại nữa, còn việc kết liên minh cũng được đồn đến tai các vị lãnh đạo cấp cao của thành phố. Cho dù là các gia tộc lớn hay các thế lực quan viên khác thì đều biết đến việc này. Mặc dù không ít người chỉ trích việc này nhưng một số lãnh đạo cấp cao vẫn có thể nhận ra được dụng ý của sự việc. Thành phố Kim Châu đúng là sắp thay đổi thật rồi. Có điều không ai dám nói ra, vì một khi thông tin bị đồn đi thì sẽ khiến cả thành phố phải chấn động. Thiếu gia nhà họ Lý bị giết, chỉ còn lại cái đầu bị mang tới biệt thự nhà họ Lý. Gia chủ nhà họ Lý nhận được món quà này thì tức tối đến mức hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng điều khiến người ta kinh ngạc đó là nhà họ Lý từ đầu tới cuối không hề lên tiếng sẽ trừng trị nhà họ Bách Lý, ngược lại giống như thể chấp nhận việc này, và nuốt cục tức này đi. Ha ha, nghe gì chưa, đến cả nhà họ Lý còn không dám lên tiếng, chỉ có thể ấm ức chịu thiệt. Tôi nghe nói lần này 6 thế lực lớn liên thủ, đến cả ủy ban cũng mặc nhận rồi. Cắt, nhà họ Lý đúng là khiến người ta khó chịu, con trai bị giết. Nếu là tôi thì cho dù mất cái mạng này tôi cũng phải báo thù cho con trai. Một luồng thông tin bắt đầu lan truyền, dị bản nhiều vô số, có không ít người thảo luận về thái độ của nhà họ Lý trong việc này, thậm chí có không ít người hẩy mũi với nhà họ Lý, cho rằng bọn họ quá hèn. Thế nhưng trên thực tế cũng chỉ có các lãnh đạo cấp cao mới biết được, nhà họ Bách Lý có ý nghĩa gì, còn việc 6 thế lực lớn liên kết không phải một mình nhà họ Lý có thể làm được gì, vì 6 thế lực này không hề yếu hơn nhà họ Lý. Thế nhưng khi những thông tin đang loan truyền ra khắp nơi thì thông tin của lãnh đạo cấp cao được lan truyền làm chấn động thành phố Kim Châu. Nhà họ Tần thì ở Giang Bắc, một gia tộc lẫy lừng chỉ đích danh, yêu cầu Đinh Dũng trong vòng 5 ngày tới tận cửa xin lỗi, nếu không, hậu quả tự chịu. Vì vậy, cái tên Đinh Dũng lại một lần nữa được các lãnh đạo cấp cao của thành phố Kim Châu nhắc tới. Trước đó mọi việc Đinh Dũng làm cũng đều bị đào bới, lúc này mọi người mới phát hiện Đinh Dũng chính là tên ở rể của nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn lập tức bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió. Đinh Dũng, sao cháu có thể đắc tội người nhà họ Tần thị được? Hàn Tông Khôn vội vàng đi tới, một ông lão trông có vẻ rất trầm tĩnh thì lúc này như con kiến trên chảo lửa, mất hết hồn vía. Nhà họ Tần thị ở Giang Bắc là gia tộc mà cả Giang Bắc không ai dám đối đầu. Nhà họ Hàn còn không bằng con kiến mà Đinh Dũng lại đắc tội với nhà họ Tần thị thì nhất định sẽ liên lụy tới nhà họ Hàn, đây mới là điều Hàn Tông Khôn lo lắng. Ông à, ông tìm cháu là vì việc này sao? Đinh Dũng sững người một lát, anh nhìn Hàn Tông Khôn mà thấy khó hiểu, hóa ra ông ấy tìm mình vì việc này. Mặc dù Đinh Dũng không biết nhiều đến các tin đồn bên ngoài nhưng sáng nay khi xem bản tin, anh đã thấy thông tin liên quan đến nhà họ Tần thị nên đương nhiên biết nhà họ Tần thị uy hiếp mình. Nghe vậy, Hàn Tông Khôn sững sờ, ông ta trợn mắt nhìn Đinh Dũng, hắng giọng, nạt, cháu thấy vậy còn chưa đủ hay sao? Cháu có biết nhà họ Tần thị là gia tộc thế nào không? Đó là gia tộc lớn một tay che trời ở Giang Bắc đấy, cháu đụng đến bọn họ có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Không được, ngày mai cháu phải đi cùng với ông, chuẩn bị một lễ lớn tới tận cửa nhà họ Tần thị. Nghĩ vậy, Hàn Tông Khôn nghiến răng, mặt mày tối sầm cả lại, nói, nếu như được bọn họ tha thứ là tốt nhất. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng bước chân hối hả. Hàn Hàn và Hàn Thành Phú nhanh chóng tới văn phòng của Hàn Tông Khôn, vừa đẩy cửa bước vào liền thấy Đinh Dũng ngồi trên sofa, cả hai bố con họ thẫn thờ. Không ngờ mày cũng ở đây, sao? Tìm bố tao xin xỏ à, thấy Đinh Dũng, Hàn Thành Phú tối sầm mặt lại, ông ta mỉa mai, đừng có ngu ngốc vậy nữa, nhà họ Tần thị là gia tộc thế nào,
không phải là gia tộc mà nhà họ Hàn có thể đụng tới, cho dù là bố tao đồng ý với lời cầu xin của mày thì e rằng nhà họ Tần thì cũng sẽ không nể mặt đâu. Đúng vậy, tao khuyên mày tốt nhất đến tận nơi xin lỗi đi, dập đầu hai cái xin người ta, may ra thì người ta có thể tha cho mày một lần. Nghe bố mình nói vậy, Hàn Hàn vội tiếp lời, lạnh giọng, mày đừng quên trước đó mày từng nói gì. Tới lúc đó, nhà họ Tần thị mà tìm mày gây rắc rối thì mày đừng có làm liên lụy đến nhà họ Hàn. Được rồi, im miệng cả đi, Hàn Tông Khôn cau mày, nhìn sang Hàn Phương Nhiên, giờ là lúc nào rồi mà con còn như thể không có việc gì làm vậy hả? Dù gì Đinh Dũng cũng là cháu của con không thể có thái độ khác được à? Còn cháu nữa, việc lần trước ông còn chưa tính với cháu đâu. Ngày mai chuẩn bị lễ lớn, chúng ta cùng đi xin lỗi, nói tới đây. Hàn Tông Khôn lạnh giọng nhìn Đinh Dũng, còn cháu, bỏ đi cái tính kiêu ngạo của mình đi. Mặc dù ông không biết cháu lấy đâu ra tự tin nhưng nhà họ Tần thị không dễ đụng vào đâu. Nếu như cháu thật sự không sợ bọn họ thì thể hiện sự tự tin của mình ra đi, nếu cháu không làm được thì ngoan ngoãn đi xin lỗi với ông. Ông à, thực ra mọi người có thể làm theo lời bọn họ nói, không cần quan tâm đến cháu đâu. Nghe Hàn Tông Khôn nói vậy, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, nói thẳng thắn. Thực ra, Đinh Dũng không quan tâm Hàn Tông Khôn làm thế nào. Vốn dĩ khi anh biết được nhà họ Tần thị bắt mình xin lỗi thì Đinh Dũng đã cảm thấy coi thường rồi, thế nhưng lời nói này của Hàn Tông Khôn lại khiến một người vốn dĩ đã chẳng còn hy vọng gì với nhà họ Hàn thì lúc này cảm thấy mất hứng hơn. Nói gì thì cháu cũng là cháu rể của nhà họ Hàn, cho dù mấy năm nay cháu thể hiện thế nào nhưng lúc này ông không thể bỏ mặc cháu không quản được. Hàn Tông Khôn tối sầm mặt lại. Thực ra không ta cũng không muốn liên quan đến việc này làm gì, thế nhưng Hàn Phương Nhiên hiện giờ là trụ cột của tập đoàn Hàn Thị, Đinh Dũng lại là chồng của cô. Hàn Tông Khôn cũng chẳng còn cách nào khác, và lại chủ yếu là vì Hàn Tông Khôn thấy rằng kể cả vạch rõ mối quan hệ thì nhà họ Tần thì cũng sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho nhà họ Hàn. Mặt khác, Hàn Tông Khôn vẫn thấy thân phận của Đinh Dũng thần bí, có lẽ có mặt nào đó người ta không biết. Đinh Dũng đã dám đối đầu với nhà họ Tần thị thì chắc chắn không có lý do để sợ, nếu như lúc này ông ta có thể cùng Đinh Dũng lên một con thuyền thì sau này Đinh Dũng không thể ngó lơ mọi chuyện của tập đoàn Hàn thị được. Ông à, việc hắn gây ra, dựa vào cái gì bắt chúng ta đi xin lỗi cùng, nghe Hàn Tông Khôn nói vậy, Hàn Hàn nghiến răng, khó chịu nhìn Đinh Dũng, đều tại mày, nếu như không phải mày vì bản thân mà ra tay với Tần Văn Minh thì cũng không đến mức gây ra họa này. Yên tâm, anh không phải đi đâu. Đinh Dũng nhướng mày, đứng dậy khỏi ghế sofa, đảo mắt nhìn cả hai bố con Hàn Thành Phú, sau đó nhìn sang Hàn Tông Khôn, nói, ông yên tâm, nhà họ Tần thị không dám làm gì cháu đâu, việc xin lỗi ấy mà, thôi bỏ qua đi ông ạ, cháu đi trước đây. Sau khi rời khỏi tập đoàn Hàn thị, Đinh Dũng cứ thế đi thẳng về khu biệt thự ở Thanh Thành Sơn, chuẩn bị tới biệt thự số 1 chữ Thiên để tu luyện linh khí dày đặc ở đỉnh núi. Hiện giờ dị biến xảy ra. Nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực mới được, nếu không, tới lúc loạn lạc, đến bảo vệ người thân bên cạnh cũng không làm được. Hiện giờ có thánh tâm quyết cân bằng giữa linh hồn và thể xác anh, khiến cho phần thể xác anh đồng thời cũng tiếp nhận được phần linh hồn tồn tại lâu dài, bảo vệ cho phần linh hồn không bị vấy bẩn. Lúc này Đinh Dũng ngồi khoanh chân bên bể nước linh trong biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên. Anh nhắm mắt, từng luồng linh khí dày đặc toát lên từ mặt nước. Cứ thế thâm nhập vào phần xương cốt trong cơ thể anh. Sau khi vây quanh kinh mạch, vận hành, nó dần dần thâm nhập vào trong vùng đan điền. Vì sự thay đổi của linh căn ở núi Thanh Thành Sơn nên bên trong biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên, linh khí càng dày đặc hơn, và lại còn dày đặc hơn trước đó rất nhiều, lại thêm không có linh căn thu hút nên dần dần đã đạt tới mức độ xương hóa. Trong vùng đan điền của Đinh Dũng, linh đan vốn chỉ to bằng đầu ngón tay thì lúc này đã to bằng nắm tay trẻ nhỏ. Linh đan vốn bán trong suốt thì dần dần tỏa ra ánh sáng vàng và đã bước được một nửa thời kỳ kim đan rồi. Chỉ cần kim đan hóa thành màu vàng hoàn toàn thì có thể thành công bước vào thời kỳ kim đan, còn sắc vàng tím chính là thời kỳ cuối kim đan. Sắc vàng đen chính là thời kỳ kim đan viên mãn, tới lúc đó có thể kết thành nguyên anh, bản sao của bản thân kết ra từ nguyên khí, sau khi tiếp xúc với võ đạo sẽ mạnh kinh thiên động địa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đương lúc Đinh Dũng đang mải chìm trong tu luyện thì đột nhiên điện thoại của anh rung lên kéo Đinh Dũng về với thực tại. Ông ấy gọi điện làm gì nhỉ, thấy cái tên hiện lên màn hình, Đinh Dũng hơi sững người. Đinh Dũng cố kiềm chế sự tò mò, ấn nghe. Bên trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói của Thiết Vô Cực, là cậu Đinh phải không?
là tôi. Cậu Đinh, làm phiền cậu rồi. Giờ cậu có thời gian không? Tôi muốn gặp cậu thương lượng một việc, Thiết Vô Cực nói nghe rất thần bí. Mặc dù Đinh Dũng không biết ông ta có ý gì thế nhưng nghĩ tới sau này vẫn cần phải qua lại với ông ta nhiều, đặc biệt là việc liên minh, nếu như kết hợp với ông ta thì có thể bớt đi nhiều chuyện khỏi phải suy nghĩ. Thế rồi Đinh Dũng nói tôi đang ở khu biệt thự Thanh Thành Sơn. Ha ha ha, tôi đang ở trang viên Thanh Long, cho người nấu vài món, chúng ta uống gì đó nhé. Sau khi biết Đinh Dũng ở biệt thự Thanh Thành Sơn, Thiết Vô Cực lập tức bật cười. Được, giờ tôi tới, Đinh Dũng đồng ý. Sau khi ngắt điện thoại, Đinh Dũng nghỉ ngơi thả lỏng một lát rồi đứng dậy đi ra khỏi biệt thự. Anh gọi nói với Hàn Phương Nhiên sau đó đi vào trang viên Thanh Long dưới chân núi. Vừa vào trang viên liền thấy Thiết Vô Cực đã đợi ở cửa. Hiện giờ, cách cử xử của ông ta với Đinh Dũng so với trước kia khác một trời một vực. Sau khi Đinh Dũng thể hiện thực lực, Thiết Vô Cực rõ ràng đã thay đổi thái độ với anh. Đặc biệt là lúc này, ông ta mời Đinh Dũng tới, thấy thái độ và phong thái, rõ ràng là có việc cần nhờ vả. Cậu Đinh, cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau vào trong đi thôi, thấy Đinh Dũng, Thiết Vô Cực vội đi tới, giơ tay làm tư thế mời. Đinh Dũng hơi sững người, sau đó sải bước đi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoài nghi. Lão già này rốt cục muốn làm gì, lẽ nào có chuyện gì cần nhờ vả? Lần này Thiết Vô Cực không sắp xếp ở phòng VIP mà dẫn Đinh Dũng tới lầu các hai tầng không quá rộng lớn bên trong trang viên. Nơi này có lẽ là khu vực trung tâm của trang viên, trên bàn đã được bày biện đủ món ăn bắt mắt, Thiết Vô Cực mang lên một chai rượu chưa mở nắp. Đây là rượu Trần Nhưỡng tôi siêu tập, cậu nếm xem, vừa nói, Thiết Vô Cực vừa vỗ vào cái chai. Chai rượu này có lẽ cũng đã nhiều năm rồi, trông đã bắt đầu oxy hóa. Đinh Dũng gật đầu. Cười nói, ông Thiết đã nhiệt tình như vậy thì tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh. Nói rồi, Đinh Dũng nheo mắt ngồi xuống. Nghe vậy, Thiết Vô Cực bật cười ha ha, mở nắp chai rượu. Mùi thơm nồng của rượu bay ra, Đinh Dũng lập tức bị thu hút. Lâu rồi không được ngửi mùi thơm thế này rồi, đúng là rượu ngon. Trước đây Đinh Dũng rất thích uống Trần Nhưỡng, nhưng sau này trên thị trường bán ngày càng nhiều loại rượu cồn, không còn mùi vị như trước, sau đó anh rất ít khi uống rượu. Không ngờ giờ lại có thể gặp được loại rượu này. Đây là rượu mà bố tôi để lại, cũng có vài chai, Thiết Vô Cực hào sảng nhìn Đinh Dũng nâng chén, sau đó lại rót cho mình một chén. Ông ta nâng chén định chúc Đinh Dũng. Thấy cảnh này, Đinh Dũng vội xua tay, nhìn Thiết Vô Cực cười nói, rượu ngon thế này mà không uống thật đáng tiếc, có điều trước khi uống, tôi muốn hỏi một chút, ông Thiết rốt cục muốn tìm tôi có việc gì? Cái này à, ha ha. Vốn dĩ tôi định lát nữa mới nói với cậu, thấy Đinh Dũng không hề bị thu hút bởi rượu ngon, ngược lại còn hỏi lại như vậy, mặt Thiết Vô Cực tỏ vẻ gượng gạo, có điều ông ta rất nhanh đã ổn định lại tâm trạng, hít sâu, nói cậu Đinh, không biết cậu đã nghe nói tới gia chủ nhà họ Thiết chúng tôi chưa? Gia chủ nhà họ Thiết, Đinh Dũng nhắc lại, lẽ nào ông ta biết việc mình giết Thiết Sam? Có điều Đinh Dũng đã nhanh chóng xóa đi suy nghĩ này. Nếu như Thiết Vô Cực biết anh giết Thiết Sam thì sao có thể mời anh uống rượu ngon được, e rằng sớm đã cho tổ chức Thiết Phủ đổ vây bắt Đinh Dũng rồi. Nghĩ vậy, Đinh Dũng lắc đầu, hỏi tôi không rõ, ý ông là gì? Gia chủ đương nhiệm của nhà họ Thiết chúng tôi tên là Thiết Linh Long, thấy Đinh Dũng tỏ vẻ không hề hay biết, Thiết Vô Cực hít vào một hơi thật sâu, sắp xếp lời nói, khi còn trẻ, gia chủ đã thể hiện có tài năng võ đạo hơn người. Sau này chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã đạt cảnh giới võ sĩ đỉnh phong, cả thành phố Kim Châu không ai sánh bằng. Thế nhưng từ sau khi đạt cảnh giới võ sĩ đỉnh phong, gia chủ bắt đầu không có tiến triển, vài năm sau vẫn dậm chân tại chỗ, điều này cũng khiến gia chủ chúng tôi càng lúc càng sốt ruột, cuối cùng thì quyết định vào đỉnh Lạc Hà, không thành võ đạo đại sư thì thề không ra khỏi núi. Thế nhưng gia chủ cũng đã đi được 6 năm rồi, nói tới đây, Thiết Vô Cực lại tỏ vẻ bất lực. Ông ta lắc đầu thở dài, sau này chúng tôi phái không ít người tới đỉnh Lạc Hà tìm nhưng không thể tìm thấy gia chủ, chỉ tìm được tấm áo của gia chủ ở trong hang núi. Vậy các ông cũng không vào trong động tìm sao? Đinh Dũng nhướng mày nhìn Thiết Vô Cực hỏi. Nghe vậy, Thiết Vô Cực lắc đầu, cười khổ, sao lại không chứ? Chúng tôi từng phái từng tốp người vào trong hang động, nhưng tuyệt nhiên không một người nào sống sót trở về, tất cả đều mất tích trong đó. Ồ, còn có việc này sao? Đinh Dũng sững người, tỏ vẻ kinh ngạc. Mặc dù trong hồ nước Lạc Hà ở dưới đỉnh Lạc Hà có thứ gì đó rất khủng khiếp nhưng ở núi Lạc Hà lại chưa từng nghe nói có gì đó cổ quái.
Nghe Thiết Vô Cực nói vậy, Đinh Dũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Mãi tới vài năm trước, chúng tôi lại phái một tốp người vào đó, lần này xảy ra điều bất ngờ, có một người trốn thoát được ra khỏi núi ra ngoài. Nói tới đây, Thiết Vô Cực hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm hẳn lại, nhìn Đinh Dũng nói tiếp, mặc dù người đó có thể trốn thoát ra ngoài nhưng cũng biến thành một người điên. Liên miệng hét tường dày quá, không mở được, rất nhiều bươm bướm, cho nên tôi đoán, nói tới đây, Thiết Vô Cực trầm ngâm hồi lâu, hít vào một hơi thật sâu, nói tiếp, tôi đoán bên dưới có lẽ có một bức tường rất dày, thực lực của những người tôi phái đi quá yếu, căn bản không mở được nó ra, còn việc về bươm bướm, có lẽ bên trong hang động có rất nhiều côn trùng độc. Do vậy, Thiết Vô Cực lại nhìn sang Đinh Dũng. Đinh Dũng nhướng mày, đột nhiên nhớ tới lời nói của Thiết Vô Cực trước buổi yến tiệc nên trong lòng anh lại đoán ra một số thứ, anh hỏi lại, ông muốn nhờ tôi xuống đó giúp ông tìm gia chủ. Không sai, Thiết Vô Cực gật đầu nghiêm túc, sau đó như sợ Đinh Dũng không đồng ý, ông ta vội nói, đương nhiên không phải cậu Đinh đi một mình, tôi còn liên lạc với mấy cao thủ nữa, tới lúc đó tôi cũng sẽ cùng bọn họ xuống đó, chỉ cần có thể tìm được gia chủ thì tôi đồng ý bỏ ra mọi giá. Ông có thể cho tôi lợi ích gì, nghe vậy, Đinh Dũng nhếch miệng cười. Mặc dù nói anh và Thiết Vô Cực không ân không oán, thế nhưng mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở việc đối tác. Muốn Đinh Dũng vào một hang động đầy nguy hiểm như Thiết Vô Cực nói thì nhất định phải có được lợi ích gì tương xứng mới được. Nếu không Đinh Dũng sẽ không mạo hiểm, cho dù Đinh Dũng cho rằng hang động này không thể làm khó mình. Thử nghĩ xem, một cao thủ cảnh giới kim đan như anh, nếu như đến một hang động trong đỉnh Lạc Hà mà không dám vào thì đúng là làm mất mặt những kẻ mạnh ở cùng tầng cảnh giới. Kể cả là ở thời thượng cổ thì cao thủ ở tầng kim đan cũng sẽ tung hoành thiên hạ. Đây, những gì mà nhà họ Thiết chúng tôi có, cậu cứ đề xuất, Thiết Vô Cực do dự, lên tiếng nói về cái giá khiến Đinh Dũng cũng phải ngạc nhiên. Chỉ cần nhà họ Thiết có, cậu cứ lên tiếng, tôi đều đồng ý. Thiết Vô Cực đưa ra lời đề nghị hấp dẫn, nên biết nhà họ Thiết là gia tộc hào môn hàng đầu Kim Châu, giá trị bọn họ sở hữu vô cùng lớn. Đặc biệt là nhà họ Thiết thành lập nhiều năm ở đây, thâm căn cố đế. Người ngoài không thể đoán được nhưng duy chỉ có một lão quái vật như Đinh Dũng mới tỏ thái độ điềm tĩnh với lời nói của Thiết Vô Cực. Thấy Đinh Dũng vẫn giữ phong thái như thường, không hề trả lời, Thiết Vô Cực nghiến răng nói tiếp, cậu Đinh, tôi thấy cậu cũng không giống người bình thường, tôi cũng không biết cậu muốn gì, vật bình thường có lẽ cậu Đinh cũng không coi trọng. Nhà họ Thiết chúng tôi cất giữ một bản ghi chép cổ, nếu cậu có hứng thú, tôi có thể tặng nó cho cậu. Bản ghi chép cổ đó chính là gia chủ của chúng tôi có được trong một dịp bất ngờ, là bảo vật của gia tộc, thế nhưng sau khi gia chủ mất tích, bản ghi chép đó vẫn luôn nằm trong từ đường nhà tổ của nhà họ Thiết. Nói rồi, Thiết Vô Cực nhìn Đinh Dũng, đây là vật quý nhất mà ông ta có thể đưa ra rồi. Không phải ông ta không biết sự quý giá của nó, chỉ là trước kia, Thiết Linh Long từng nói thà mất tài sản nhà họ Thiết chứ tuyệt đối không thể để mất bảo vật này vì giá trị của nó không thể dùng tiền đổi lấy được. Nó rõ ràng là vật vô giá. Ồ, Đinh Dũng nhướng mày, tỏ vẻ hiếu kỳ. Nghe Thiết Vô Cực nói vậy, thì gia chủ nhà họ Thiết là người rất kỳ bí. Thứ có thể khiến Thiết Linh Long cho là bảo vật, và lại còn là bản ghi chép cổ thì Đinh Dũng lại thấy rất hứng thú. Thấy vẻ mặt hứng thú đó của Đinh Dũng, Thiết Vô Cực mừng ra mặt. Biết có hy vọng, ông ta vội nói, cậu Đinh, mời đi theo tôi. Nói rồi, Thiết Vô Cực đi ra ngoài trước. Đinh Dũng thấy vậy cũng đi theo. Thiết Vô Cực có thể dẫn anh tới từ đường nhà họ Thiết, xem ra không có gì che giấu mình, nghĩ vậy, Đinh Dũng gật đầu. Nếu như có thể kiếm được gì hời, thì đi vào hang động một lần cũng xứng. Từ đường của nhà họ Thiết nằm đằng sau trang viên Thanh Long. Trước kia nhà họ Thiết thành lập ở đây chính là nằm dưới Thanh Thành Sơn, sau này mới mua được nơi này từ chính phủ, và nơi này được coi là lãnh địa tư nhân của nhà họ Thiết. Lúc này, Đinh Dũng cùng Thiết Vô Cực tới từ đường, đây là một gian nhà với kiến trúc cổ xưa, vừa lại gần đã ngửi thấy một mùi hương thơm nồng lan tỏa. Bên ngoài từ đường còn có người canh gác, sau khi thấy Thiết Vô Cực, hai người canh cửa lập tức đi tới, khom người lại, tổng quản, ông đến rồi. Mở cửa, Thiết Vô Cực khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm, mỗi cử chỉ hành động đều mang phong thái nghiêm túc. Hai người kia nghe xong thì hơi do dự, một người trong đó nhìn Đinh Dũng. Tỏ vẻ bị làm khó, nói tổng quản, gia chủ có lệnh, người ngoài không được vào từ đường. Gia chủ mất tích rồi, còn quan tâm tới mệnh lệnh gì nữa, còn không mau mở cửa, nghe vậy, Thiết Vô Cực không khỏi cau mày, hạ giọng nạt. Đây, hai tên đưa mắt nhìn nhau,
nghiến răng rồi mới mở cửa, cung kính nói, mời tổng quản. Thiết Vô Cực ngẩng đầu, dẫn Ninh Dũng vào trong. Vừa vào đến cửa đã thấy một hàng linh vị được xếp ngay trước mặt. Những linh vị này ít cũng phải lên tới cả hàng trăm cái, bên dưới còn có lư hương rất to, mùi hương thơm cứ thế toa ra khắp nơi. Đời cháu thứ 103 của nhà họ Thiết, Thiết Vô Cực xin lạy các vị tổ tông, thấy bài vị, Thiết Vô Cực nghiêm mặt, châm ba nén hương, bái trước linh vị rồi mới cắm vào lư hương. Mùi hương càng nồng hơn ban nãy. Từ đầu tới cuối, Đinh Dũng không hề lên tiếng, anh cũng không chủ động bái những linh vị này. Vốn dĩ nếu vì lễ nghĩa thì cũng nên bái, nhưng thân phận của Đinh Dũng bất phàm, anh e rằng những linh vị này không nhận nổi cái lạy của anh. Đây chính là tranh cổ mà gia chủ tôi cất giữ, Thiết Vô Cực hít sâu, ánh mắt tỏ vẻ kiên định, lấy một bức cuộn màu đen ra. Thấy tài liệu màu đen tuyền này, Đinh Dũng cau mày. Từ sau khi vào đây, anh đã cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt, thế nhưng luồng khí tức này bị mùi hương át đi mất khiến anh khó phân biệt. Lúc này tài liệu kia xuất hiện trước mặt anh khiến anh lập tức nhận ra khí tức đó xuất phát từ đây. Vô hình vô chất, người thường không thể cảm nhận được, thấy mặt mày Thiết Vô Cực tỏ vẻ nghiêm trọng, thế nhưng không ra vẻ khác thường, Đinh Dũng cau mày. Có thể cho tôi xem một chú không, nghĩ một hồi, Đinh Dũng mới hỏi. Thiết Vô Cực tỏ vẻ căng thẳng, nghe vậy thì vội lên tiếng, trước kia gia chủ chúng tôi khổ luyện nhiều năm không thành, cũng không biết cậu Đinh có thể nhận ra được gì không. Nhận lấy tài liệu màu đen, Đinh Dũng đột nhiên giật mình. Anh lập tức nhận ra chất liệu của nó và chợt thấy lạnh người. Sao có thể, da của hung thú cùng kỳ thời thượng cổ hiếm vô cùng, ai có thể lột được da của cùng kỳ, Đinh Dũng tò mò, từ từ mở tài liệu ra xem. Trên tài liệu này viết đầy những văn tự kỳ bí, thế nhưng trong mắt Đinh Dũng, nó lại khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Những văn tự này có lẽ người khác không thể hiểu nhưng Đinh Dũng chỉ cần nhìn là hiểu luôn được vì những văn tự này được viết từ thời thượng cổ. Thanh Nguyệt Tiên Tử, Đinh Dũng càng đọc càng ngỡ ngàng. Tấm cuộn cổ này lại do Thanh Nguyệt Tiên Tử để lại, ghi chép về cuộc đời cũng như cõi đi về của Thanh Nguyệt Tiên Tử. Phần cuối cùng còn nhắc tới hai chữ tàng thư. Đinh Dũng nhìn hoang hoải, trong đầu anh hiện lên hình ảnh một người cao cao tại thượng, xuất hiện trong chiếc áo xanh với váy dài. Thực lực của nữ nhân đó có thể bình thường nhưng danh tiếng lại lẫy lừng, không chỉ vì nữ nhân này dung hòa với bầu trời trăng sáng kia mà còn vì truyền thuyết về mối tình của người này với thiên đế. Thiên đế là nhân vật thế nào, đó là một người ngang bằng với nữ oa, kể cả là Đinh Dũng cũng chỉ có thể ngước nhìn. Lúc này, thấy phần ghi chép của Thanh Nguyệt Tiên Tử để lại, trong lòng Đinh Dũng vẫn ngạc nhiên mãi không thôi. Anh cuộn nó lại, hai từ tàng thư ở cuối cùng của bản ghi chép khiến Đinh Dũng không khỏi hiếu kỳ. Thứ có thể khiến Thanh Nguyệt Tiên Tử gọi với cái tên tàng thư thì có lẽ là bảo vật kinh thiên động địa. Nghĩ vậy, Đinh Dũng lại tỏ vẻ kiên định hơn. Không biết thì thôi, nhưng đã biết rồi thì không thể không đi tìm tòi xem xét. Thế nào, cậu Đinh có thể nhìn ra được gì đó khác thường sao? Thấy vẻ kiên định của Đinh Dũng, Thiết Vô Cực lên tiếng hỏi. Trên thực tế, ông ta đã nhận ra Đinh Dũng có sự thay đổi, rất có khả năng giống như gia chủ của ông ta. Vì Thiết Vô Cực vẫn còn nhớ vẻ mặt của gia chủ khi thấy bản ghi chép này. Mặc dù không thay đổi cảm xúc mãnh liệt như Đinh Dũng nhưng tỏ vẻ vui mừng khôn tả. Bản ghi chép này quả khiến tôi bất ngờ, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế mọi suy nghĩ trong lòng, nhìn Thiết Vô Cực cười nói, vậy tôi mượn nó về đọc nhé, nếu có thể ngộ ra được điều gì thì cảm ơn ông vô cùng. Ha ha ha, đã vậy thì bản ghi chép này tôi tặng cậu Đinh, thấy Đinh Dũng nói vậy. Thiết Vô Cực lập tức đồng ý. Và lại ông ta cũng không có gì mà phải tiếc nuối, mặc dù bản ghi chép này được gia chủ coi là bảo vật nhưng sau này ông ta nghiên cứu một thời gian, thậm chí đến cả đại trưởng lão cũng đã từng nghiên cứu nhưng vẫn không giác ngộ được gì. Đại trưởng lão còn chết thảm ở Thanh Thành Sơn 2 ngày trước. Vậy việc đỉnh Lạc Hà, nói tới đây, Thiết Vô Cực lại nhìn sang Đinh Dũng. Nghe vậy, Đinh Dũng đương nhiên biết Thiết Vô Cực có ý gì. Anh gật đầu nói, đã vì gia chủ nhà họ Thiết thì tôi đương nhiên không thể chối từ, tôi sẽ đi một chuyến. Có điều, trước khi tới đỉnh Lạc Hà, tôi vẫn muốn chuẩn bị một chút, không thể cứ thế mù quáng đi vào được, nghĩ một hồi, Đinh Dũng lại nói thêm. Ha ha ha, đương nhiên rồi, tôi cũng sẽ chuẩn bị, tôi liên hệ với những người khác, tới lúc đó định được ngày rồi thì tôi báo với cậu, Thiết Vô Cực nhìn Đinh Dũng gật đầu, trong lòng thầm thở phào. Ông ta sợ Đinh Dũng không đồng ý đi cùng,
Cho dù nói thế nào thì Đinh Dũng có thể dễ dàng đánh bại Tần Văn Minh thì thực lực không thể dưới cảnh giới bán bộ đại sư được, là sự trợ giúp đắc lực, và lại, sau khi biết chú của Tần Văn Minh cũng ở Kim Châu, Thiết Vô Cực lại có suy nghĩ khác. Mọi âm mưu trước đó ông ta ấp ủ đã lâu, đã đến lúc thực hiện rồi. Đã vậy thì tới lúc đó báo với tôi, Đinh Dũng gật đầu, không cùng Thiết Vô Cực uống rượu nữa, chỉ muốn quay về nghiên cứu bản ghi chép bằng gia thú này. Thiết Vô Cực cũng không giữ khách. Ông ta lập tức gật đầu, dẫn Đinh Dũng ra khỏi từ đường, đi tới cửa trang viên. Thấy Đinh Dũng là người khó có thể xử lý nhất mà cũng đã đồng ý, chỉ cần ông ta tận dụng việc liên minh ở thành phố Kim Châu cho tốt thì về lợi ích có thể nhượng bộ vài phần là có thể nhận được sự trợ giúp của vài bên. Cậu Đinh đi cẩn thận nhé, Thiết Vô Cực bật cười. Đinh Dũng nghe xong thì khoát tay, không quay đầu lại, cứ thế rời đi. Trên đường về biệt thự. Đinh Dũng không vào trong nhà mà tới biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên nghiên cứu. Từ tàng thư này chắc chắn là vật phi thường, mà có thể khiến Thanh Nguyệt Tiên Tử gọi là tàng thư thì chắc chắn là vật quý rồi. Hiện giờ Thanh Nguyệt Tiên Tử đã thăng thiên, vật này đương nhiên vô chủ, về điểm này thì trong bản ghi chép, Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng đã nhắc tới. Quay về biệt thự số 1 chữ Thiên, Đinh Dũng ngồi khoanh chân bên bể nước, lấy bản ghi chép bằng gia thú ra, cố gắng chuyên tâm lĩnh hội. Và lại mỗi lần thấy những văn tự cổ này, trong lòng anh vẫn không khỏi xúc động. Những ký ức bình thường không nhắc đến cứ thế hiện về. Nếu như là bình thường thì anh tuyệt đối sẽ không nghĩ tới một người như Thanh Nguyệt Tiên Tử làm gì vì nữ nhân này trong ấn tượng của anh cũng chẳng hề sâu đậm, chỉ là trước đây anh từng gặp một lần, nhưng thấy bản ghi chép này, những ký ức xưa cũ cứ thế hiện về trong đầu anh. Một đêm mất ngủ, Đinh Dũng ngồi khoanh chân bên bể nước linh cả đêm, tới khi trời sáng. Anh mới cất bản ghi chép kia đi, vẻ nghiêm túc càng hiện rõ trong đôi mắt. Thực hư có liên quan tới thánh chiến, có lẽ là vật diệt thế giới, đây là điều mà Đinh Dũng nhận ra sau một đêm, điều đó khiến anh không khỏi kinh ngạc. Vừa sáng sớm, Hàn Phương Nhiên đã gọi điện đến, giọng mang theo vẻ ngạc nhiên, cả tối anh không về, anh tới chỗ nào ăn chơi rồi. Ăn chơi gì chứ, anh tới biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên nghỉ ngơi, ai ngờ mới đấy mà đã qua đêm rồi. Đinh Dũng lắc đầu, cười khổ. Vốn dĩ anh chỉ định ở đây nghỉ ngơi một lát rồi về, kết quả cứ chìm trong mộng mị, ngồi ở đây cả đêm. Có điều anh cũng đã có được không ít thu hoạch, không những biết được một số bí mật của tàng thư mà kim đan trong cơ thể cũng thu hút được linh khí cả một đêm, lúc này kim đan đã hóa thành màu vàng nhạt rồi. Mau về đi, em nấu bữa sáng rồi, trong điện thoại vang lên giọng nói dịu dàng của Hàn Phương Nhiên. Ừ, anh về luôn đây, Đinh Dũng đồng ý. Sau khi cúp máy, anh nhanh chóng rời khỏi biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên. Vừa vào trong nhà liền thấy Hàn Phương Nhiên đang ngồi trước bàn ăn, trên bàn bày toàn hoa là hoa, bốn suất ăn kiểu Hàn đã được chuẩn bị sẵn. Thấy dáng vẻ đầy tinh thần của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng không khỏi nhướng mày. Từ sau khi quay trở lại, khí sắc của cô càng ngày càng nhuận hơn. Đinh Dũng, anh tới đây, em hỏi anh một việc, thấy Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên vẫy tay cười nói. Thế nhưng sau khi nghe vậy, Đinh Dũng lại không khỏi cau mày vì vừa rồi anh cảm nhận được ánh nhìn lo lắng trong đôi mắt Hàn Phương Nhiên. Đinh Dũng vội đi tới, hỏi, sao thế, em có tâm sự gì sao? Vừa rồi ông nội gọi điện cho em, Hàn Phương Nhiên kéo Đinh Dũng ngồi vào bàn ăn, nói, ông nội nói cho em biết rồi, Đinh Dũng anh thấy nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc liệu có xử anh không? Anh cũng không rõ, cũng có thể là có, Đinh Dũng cau mày, trong lòng không mấy dễ chịu. Ông lão này lại đem mấy việc thế này nói với Hàn Phương Nhiên làm gì? Đương lúc Đinh Dũng đang thầm mắng chửi trong lòng thì Hàn Phương Nhiên như đoán được tâm sự của anh, cô kéo tay anh, nói, ông muốn em khuyên anh, nhà họ Tần Thị đã nói bảo anh đi xin lỗi thì chúng ta tới đó xin lỗi là được mà. Em không hiểu đâu, bọn họ nói xin lỗi thì cứ xin lỗi là xong sao, Đinh Dũng hít sâu, nhìn Hàn Phương Nhiên nhẹ giọng, và lại, anh vốn dĩ chẳng làm gì sai, hà tất phải đi xin lỗi. Nếu như bọn họ muốn đối phó với anh thì cứ để bọn họ muốn làm gì thì làm. Thế nhưng, Hàn Phương Nhiên định nói gì lại thôi, trong ánh mắt tỏ vẻ ưu sầu. Cô còn chưa nói tiếp, Đinh Dũng đã dùng tay che miệng cô, nhìn cô với đôi mắt kiên định, Phương Nhiên, em tin anh không? Hàn Phương Nhiên mặt mày tái nhợt, nắm lấy cổ tay Đinh Dũng, bặm môi do dự một hồi, vẻ mặt hãy còn băn khoăn ban nãy dần kiên định trở lại, cô gật đầu, nói, em tin anh. Vậy em không cần phải lo việc này nữa, Đinh Dũng cười hiền từ, vuốt tóc cô rồi ôm cô vào lòng. Khụ khụ, đúng lúc này,
ở phía sau đột nhiên vang lên tiếng ho hắng. Hàn Phương Nhiên vội thoát ra khỏi vòng tay Đinh Dũng, nhìn Lâm Hồng Ngạn ở phía sau, mặt đỏ lựng lên, mẹ, mẹ làm gì vậy, làm con giật cả mình. Hừ, chú ý một chút, Lâm Hồng Ngạn hắng giọng, tỏ thái độ bất mãn với hành động của Đinh Dũng. Cảm nhận được thái độ bất mãn đó của Lâm Hồng Ngạn, Đinh Dũng cau mày bất lực, anh không lên tiếng nữa mà liếc mắt sang Hàn Phương Nhiên rồi cắm đầu ăn bữa sáng. Đinh Dũng ăn rất nhanh rồi rời khỏi bàn ăn về phòng của mình. Hừ, thái độ gì thế hả, thấy Đinh Dũng còn không thèm nói năng gì với mình, ăn xong cứ thế về phòng, Lâm Hồng Ngạn càng nghĩ càng tức, cứ thế đẩy bữa sáng sang một bên, mặt mày hằn học, thật không biết cái thằng dở hơi này làm sao, mẹ đã nghe ông nội nói rồi, nếu nó còn không biết điều thì tới lúc đó, nhà họ Tần thì có ra tay với nó, nhà họ Hàn cũng không giúp nổi nó đâu. Mẹ, mẹ cũng biết việc này rồi à, nghe mẹ mình nói vậy, Hàn Phương Nhiên chợt sững người. Lâm Hồng Ngạn hắng giọng, tức tối nhìn về phía Đinh Dũng vừa rời đi, nghiến răng nói, danh tiếng nhà họ Tần thị ở Giang Bắc nổi cỡ nào chứ? Người ta chỉ cần có lời nói thì cả thành phố đều biết rồi. Vậy giờ phải làm sao ạ? Nhà họ Tần thị lợi hại lắm sao? Nghĩ vậy, Hàn Phương Nhiên cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa. Cô rút điện thoại ra rồi về phòng. Đinh Dũng đang nằm trong phòng xem bản tin sáng, việc nhà họ Tần thị lại một lần nữa nhấn mạnh ý tứ anh cũng đã biết. Có điều lần này Đinh Dũng càng có thái độ phớt lờ hơn. Nhà họ Tần thì ngoài biết dọa người ra thì chẳng có bản lĩnh gì khác. Đinh Dũng, thời hạn trước khi diễn ra đại hội liên minh, phải đến tận nơi xin lỗi, nếu không hậu quả tự chịu, đây chính là lời của người đại diện nhà họ Tần thì nói, và còn kèm theo đoạn clip. Có điều, vì clip này có vấn đề về chất lượng nên không nhìn rõ được tướng mạo của người nói. Đặt điện thoại ở bên giường, Đinh Dũng nằm trên giường day day huyệt thái dương. Việc của nhà họ Tần thị không đủ để khiến anh phải sợ, thế nhưng đại hội liên minh hai ngày nữa lại khiến anh phải đau đầu. Suy cho cùng thì Đinh Dũng không thích mấy thứ như kiểu liên minh thế này, chỉ là thực lực tổng hợp hiện giờ ở thành phố Kim Châu quá yếu, nếu không kết liên minh để tìm kiếm sự bảo vệ thì một khi thế cục hỗn loạn, thành phố Kim Châu rất khó đương đầu một mình. Chỉ dựa vào sức một mình Đinh Dũng thì căn bản không thể bảo vệ được cả thành phố này. Và lại Đinh Dũng cũng không thể vì việc này mà ở mãi ở thành phố Kim Châu. Hiện giờ thế đạo sắp hỗn loạn, anh phải nhanh chóng tăng thực lực mới có thể ứng phó được với những rắc rối tiếp theo. Đinh Dũng, em tới tập đoàn đây, có việc gì thì gọi điện cho em nhé, Hàn Phương Nhiên đi tới, thay bộ quần áo xong thì rời đi. Nghe vậy, Đinh Dũng chỉ ừm một tiếng, hiện giờ sắc mặt của Hàn Phương Nhiên đã tốt hơn nhiều rồi, tới tập đoàn cũng không sao. Đột nhiên Đinh Dũng nhớ tới việc ở công trình của tập đoàn, anh ngồi bật dậy hô lên, anh đi cùng em. Anh tới tập đoàn làm gì, Hàn Phương Nhiên đi tới cửa, nghe Đinh Dũng hét lên vậy thì không khỏi do dự. Thấy cô hỏi về chuyện này, Đinh Dũng cười thần bí. Anh kéo tay Hàn Phương Nhiên, em còn nhớ trước đó anh nói gì không? Nếu như lần này ông không trừng trị Hàn thì chúng ta cũng không cần ở lại công ty này nữa. Anh muốn xem rốt cục ông có trừng trị con sâu mọt như Hàn không, nói tới đây, trong ánh mắt Đinh Dũng rõ vẻ tôi độc. Nếu như Hàn Tông Khôn tới bây giờ vẫn không làm rõ được nguyên nhân và còn cố tình bao che cho Hàn thì Đinh Dũng quả thật cần nghĩ lại nghiêm túc việc hủy bỏ đầu tư. Anh đã hết tình với công ty này rồi, là Hàn Tông Khôn không biết trân trọng mà thôi. Đi thôi, đi xem thế nào, nghĩ vậy, Đinh Dũng không do dự nữa, cùng Hàn Phương Nhiên tới tập đoàn Hàn Thị. Lúc này ở trên tầng cao nhất của tập đoàn Hàn Thị, Hàn Thành Văn đứng trong văn phòng chủ tịch, đang báo cáo với Hàn Tông Khôn về việc ở công trình. Sau khi điều tra, Hàn Thành Văn mới phát hiện, Hàn sau khi tiếp quản hạng mục này, không những đã thay đổi nguyên vật liệu, đến cả các công cụ kỹ thuật cũng thay đổi một lượt, điều này không thể coi đơn giản là rút ruột công trình được nữa, mà rõ ràng đã phá hoại công trình thành công trình mục nát rồi. Một khi công trình hoàn tất, tới lúc xảy ra chuyện gì thì cả tập đoàn Hàn Thị cũng bị liên lụy theo. Việc này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, kể cả là một người như Hàn Thành Văn cũng không dám chậm trễ, lập tức báo cáo tình hình với Hàn Tông Khôn. Được rồi, bố biết rồi, Hàn Tông Khôn gật đầu, nhưng không hề có hành động tiếp theo mà chỉ khoát tay tỏ ý Hàn Thành Văn có thể ra ngoài. Nghe vậy, Hàn Thành Văn cuống lên, ông ta tốn bao nhiêu thời gian công sức để điều tra việc này. Không phải là muốn lôi bố con Hàn xuống sao? Chỉ cần có thể kéo Hàn xuống nước thì ông ta mới có cơ hội lên vị trí chủ tịch. Nếu như không thể thì về cơ bản ông ta chẳng còn cơ hội nữa. Nghĩ vậy,
Hàn Thành Văn vội nói với bố mình, bố, hậu quả của việc này rất nghiêm trọng, nhất định phải xử lý nghiêm túc, nếu không rất khó có tác dụng răn đe, rất dễ khiến. Được rồi, bố biết rồi, Hàn Tông Khôn lại một lần nữa ngắt lời Hàn Thành Văn, con ra ngoài trước đi, việc này bố tự có quyết định. Cái này, Hàn Thành Văn mặt mày khó coi. Thế nhưng ông ta không dám phản bác lời của Hàn Tông Khôn, lúc này thấy ánh mắt đó của Hàn Tông Khôn, Hàn Thành Văn vội gật đầu, đi ra khỏi văn phòng. Mãi tới khi rời khỏi văn phòng, sắc mặt Hàn Thành Văn mới tối sầm cả lại. Ông ta lạnh lùng nhìn vào văn phòng của Hàn Tông Khôn, đã vậy rồi mà còn không muốn trừng trị, bố cũng thương thằng cháu này quá đấy. Nếu không phải trong năm anh em của ông ta chỉ có Hàn Thành Phú sinh được con trai thì sao có thể xảy ra tình trạng thiên vị thế này được? Vì Hàn Hàn là cháu trai độc đinh của đời này nên mới nhận được sự quan tâm đặc biệt của Hàn Tông Khôn. Lúc này Hàn Tông Khôn trong văn phòng thở dài bất lực, ông ta day day chán với dáng vẻ khổ não. Thật ra ông ta đã đoán ra được là Hàn Hàn dở trò rồi, chỉ là ông ta không ngờ tới Hàn Hàn lại hỗn xược như vậy. Đây rõ ràng là hành động rút ruột công trình, chỉ để lại phần vỏ bên ngoài mà thôi. Một khi công trình sụp đổ thì sẽ gây ra tai nạn mang tính hủy diệt. Công ty này sớm muộn gì cũng của nó, nếu như cứ vậy thì sớm muộn mọi thứ sẽ bị hủy hoại trong tay nó. Hàn Tông Khôn hít vào một hơi thật sâu, trong đôi mắt mang theo ánh nhìn khác thường. Không biết ông ta đang nghĩ gì. Ở một nơi khác, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên đã vào trong tập đoàn, thấy văn phòng hỗn loạn, Hàn Phương Nhiên lập tức cau mày, nhìn trợ lý hỏi có việc gì vậy? Ai làm đây? Chị Hàn, cuối cùng chị cũng quay lại rồi, thấy Hàn Phương Nhiên, cô trợ lý vốn dĩ mặt mày ủ ê thì mừng ra mặt, nghe Hàn Phương Nhiên hỏi về tình hình văn phòng, cô ấy cười bất lực. Nhìn Đinh Dũng mà nói, hôm đó, anh Đinh tới, ngăn bọn họ lại, thế nhưng anh Đinh vừa đi, bọn họ lại tới, không những cướp đi hòm tài liệu mật mà còn làm loạn cả văn phòng lên. Cái gì, là Hàn Hàn làm, Hàn Phương Nhiên mặt mày tức tối, cô nghiến răng, ức hiếp người quá đáng, em phải đi tìm anh ta nói cho ra nhẽ. Không có tác dụng đâu, hôm đó sau khi ngăn bọn họ lại, anh ta còn ngông cuồng như vậy thì em cho rằng tại sao? Em thấy đi tìm anh ta có ích gì không? Đinh Dũng lắc đầu, nhìn Hàn Phương Nhiên nói. Nghe vậy, Hàn Phương Nhiên thẫn thờ, sau đó cau mày nhìn Đinh Dũng hạ giọng nói, ý của anh là, anh ta có chỗ dựa nên không sợ. Nếu không có ai bảo vệ cho anh ta thì anh ta dám ngông cuồng vậy sao? Đinh Dũng gật đầu, sau đó nhìn ra ngoài, cười lạnh lùng, mọi người thu dọn văn phòng trước đã, anh đi gặp chủ tịch. Anh sẽ bắt Hàn Hàn phải đích thân đến đây xin lỗi mọi người. Nói rồi, Đinh Dũng sải bước ra ngoài. Thấy bóng Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên hít vào một hơi thật sâu, còn cô trợ lý kia thu ánh mắt kinh ngạc về, nhìn Hàn Phương Nhiên, nói chị Phương Nhiên, anh Đinh. Không sao, để cho anh ấy đi, Hàn Phương Nhiên lắc đầu, chưa bao giờ cô hoài nghi năng lực của Đinh Dũng. Đinh Dũng đã nói bắt Hàn Hàn xin lỗi thì nhất định có thể làm được. Còn dùng cách nào thì Hàn Phương Nhiên không để ý. Trước đó cô còn nể tình họ Hàng nên lúc nào cũng nhún nhường Hàn Hàn, nhưng hiện giờ mọi hành động của Hàn Hàn đều khiến cô cảm thấy rất phẫn uất, đặc biệt là việc hắn ta rút ruột công trình mà cô tâm huyết. Chỉ cần nghĩ tới đó, Hàn Phương Nhiên đã thấy xót xa rồi. Nếu không phải Đinh Dũng kịp thời phát hiện vấn đề thì e rằng tới lúc xảy ra chuyện, cô còn phải gánh tội thay hắn. Sau khi Đinh Dũng ra khỏi văn phòng thì cứ thế đi tới tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn, tới thẳng văn phòng chủ tịch. Đứng lại, cậu muốn làm gì, thế nhưng anh còn chưa tới văn phòng thì đã bị hai tên bảo vệ ngăn lại. Hai người này đứng canh ở đầu cầu thang, trong tay còn cầm dùi cui, lúc này thấy Đinh Dũng, cả hai người cảnh giác thấy rõ. Bọn họ dùng dùi cui chĩa vào Đinh Dũng mà nói, lập tức lùi về sau, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Tôi muốn gặp chủ tịch, Đinh Dũng cau mày nhìn hai tên bảo vệ. Anh không nhớ ra ở đây có bảo vệ canh giữ. Hai ngày trước tới đây rõ ràng không có, sao giờ đột nhiên lại sắp xếp bảo vệ tới đây? Cậu cho rằng cậu là ai mà muốn là gặp được chủ tịch, một tên bảo vệ trong đó nhìn Đinh Dũng một lượt từ đầu đến chân, miệng nhếch lên mỉa mai, dùng dùi cui chĩa vào Đinh Dũng, tập đoàn chúng tôi từ bao giờ cho phép ăn mặc tùy tiện như vậy mà đi làm vậy, e rằng cậu không phải là người của công ty chúng tôi. Còn muốn gặp chủ tịch, tôi thấy cậu có vấn đề đấy, biết điều thì mau cút, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Ai giao nhiệm vụ cho các anh ở đây? Là chủ tịch sao? Nghe vậy hai tên bảo vệ nói vậy, Đinh Dũng cau mày hỏi. Hai tên bảo vệ này quá hống hách,
Sao Hàn Tông Khôn có thể sắp xếp cả hai người này ở đây được, là vì ngăn người khác gặp mình hay là hai tên này căn bản không phải người của Hàn Tông Khôn? Cậu, đừng có lo chuyện bao đồng, mau rời khỏi đây, nếu không chúng tôi ra tay đấy. Hai tên kia nghe Đinh Dũng nói vậy thì mặt mày thoáng qua vẻ hoang mang, chỉ vào Đinh Dũng mà nạt mau đi, nghe thấy chưa hả? Hai tên bảo vệ càng như vậy lại càng khiến Đinh Dũng nghi ngờ. Xem ra hai tên này không phải do chủ tịch sắp xếp ở đây, nếu không thì không thể tỏ thái độ thế này được. Hai người do ai sắp xếp ở đây? Nói thật thì tôi còn có thể tha cho hai người một lần, nghĩ vậy, Đinh Dũng nhìn cả hai tên mà nói với giọng lạnh lùng, nếu không thật thà thì đừng trách lát nữa tôi không nể tình. Cậu nói linh tinh cái gì thế hả? Chỉ dựa vào một mình cậu mà đòi xử lý chúng tôi, hai tên bảo vệ hắng giọng, nhìn chằm chằm Đinh Dũng, không đi phải không? Đánh cho hắn phải đi. Hai tên bảo vệ có vẻ như không hề quen Đinh Dũng, lúc này thấy anh ăn mặc bình thường thì đương nhiên tỏ vẻ coi thường. Nghe vậy, Đinh Dũng lạnh mặt lại, nhanh chóng di chuyển và thoát ẩn, chỉ để lại tàn ảnh ở vị trí ban đầu, sau đó bóng người anh biến mất trước mặt hai tên kia. Đinh Dũng không ra tay với hai tên này mà cứ thế đi vào văn phòng Hàn Tông Khôn, không gõ cửa. Hàn Tông Khôn đang tựa vào ghế làm việc, nghe tiếng động liền mở mắt, sau khi thấy Đinh Dũng đang hùng hổ đi vào, ông ta cau mày nạt, Đinh Dũng, ai cho cháu vào đây? Không biết gõ cửa à, Hàn Tông Khôn tối sầm mặt lại. Hành động của Đinh Dũng hoàn toàn không coi một chủ tịch như ông ta ra gì. Nghe Hàn Tông Khôn hỏi vậy, Đinh Dũng không hề cho rằng mình làm gì sai cả. Anh nhún vai bất lực, hỏi, bảo vệ ở đầu cầu thang là ông cử tới đó canh gác ạ? Chỉ để ngăn cháu lại sao, lúc nói câu này, trong ánh mắt Đinh Dũng tỏ vẻ châm chọc. Nếu như hai tên bảo vệ kia đúng là người của Hàn Tông Khôn cử tới thì Đinh Dũng lại càng không coi ông ta ra gì. Còn nếu hai tên bảo vệ đó không phải là người của Hàn Tông Khôn thì Đinh Dũng cũng vẫn không coi ông ta ra gì. Là một chủ tịch của cả một tập đoàn mà lại để cấp dưới giở trò sau lưng thì quả là thất bại. Bảo vệ gì, nghe vậy, Hàn Tông Khôn sững người. Ông ta hoàn toàn không biết Đinh Dũng đang nói gì. Đầu cầu thang từ bao giờ có bảo vệ. Lúc ông ta tới đây không hề thấy mấy người này. Ông ra xem, Đinh Dũng đẩy cửa văn phòng đi ra hành lang bên ngoài. Nghe vậy, Hàn Tông Khôn đi ra ngoài với vẻ mặt đầy thắc mắc, ông ta cùng Đinh Dũng tới đầu cầu thang. Vừa ra khỏi cửa đã thấy hai tên bảo vệ kia. Hàn Tông Khôn thay đổi sắc mặt, nạt hai cậu làm gì thế hả? Không đi tuần tra mà lên đây làm gì? Chủ tịch, thấy Hàn Tông Khôn, hai tên bảo vệ kia mặt tối sầm cả lại. Khi thấy Đinh Dũng, mắt bọn họ như rơi ra khỏi tròng. Rõ ràng vừa rồi Đinh Dũng bị bọn họ đuổi đi rồi, sao giờ có thể vào đây? Tôi hỏi các cậu ở đây làm gì? Hàn Tông Khôn tối sầm mặt, lạnh giọng lại. Cho dù thế nào thì Hàn Tông Khôn cũng không ngờ có người dám ăn tim hùm gan báo sai bảo vệ tới canh gác ở đầu cầu thang trên tầng này để chặn người lại. Nếu như chặn khách quan trọng của ông ta thì chẳng khác gì hủy hoại cả tập đoàn. Chúng tôi, là Hàn thiếu gia sai chúng tôi tới đây canh gác, nói tới đây, tên còn lại lập tức bụng miệng, nạt, đừng nói bừa, nếu không thiếu gia sẽ không tha cho chúng ta đâu. Khốn nạn, cút ngay cho tôi, nghe ra ý của Hàn Tông Khôn tối sầm mặt lại. Vốn dĩ ông ta còn đau đầu vì việc của Hàn, không ngờ Hàn lại sai hai người tới giám sát ông ta. Đúng là làm phản thật rồi. Hàn Tông Khôn tối sầm mặt, quay về văn phòng nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt khó chịu, cháu tới đây làm gì? Cháu muốn hỏi việc của hai ngày trước điều tra thế nào rồi, Đinh Dũng hỏi rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, trước đó cháu từng nói cho mọi người ba ngày, hôm nay cháu đưa Hàn Phương Nhiên tới là vì việc này. Cháu nói Phương Nhiên tới, Hàn Tông Khôn thay đổi sắc mặt, nhìn Đinh Dũng hỏi. Việc đó ông điều tra xong chưa, thấy Hàn Tông Khôn mở lời. Đinh Dũng hỏi lại như thật như đùa. Mặt Hàn Tông Khôn tối sầm lại, thấy Đinh Dũng vẫn không hề đổi chủ đề, ông ta thở dài bất lực, nói ông điều tra ra rồi, quả thực là Hàn rút ruột công trình. Cháu yên tâm, ông sẽ xử lý nghiêm túc, cho Phương Nhiên câu trả lời. Nghe Hàn Tông Khôn nói vậy, Đinh Dũng lắc đầu lên tiếng, không phải ông cho Phương Nhiên câu trả lời mà là cho công ty một câu trả lời. Ông có biết một khi công trình xảy ra vấn đề thì sẽ liên lụy đến toàn bộ nhân viên công ty, lẽ nào ông thấy không nên cho cả công ty một câu trả lời sao? Đã điều tra rõ ràng rồi thì mời chủ tịch gọi Hàn tới, tuyên bố xử lý trước mặt tất cả mọi người, cháu cũng muốn xem ông xử lý anh ta thế nào,
không cho Hàn Tông Khôn cơ hội lên tiếng, Đinh Dũng cứ thế nói chặn họng. Thấy Đinh Dũng với bộ dạng dứt khoát đó, Hàn Tông Khôn nghiêm mặt lại. Vốn dĩ ông ta định ém chuyện này đi, đợi về sẽ phê bình riêng Hàn Hàn, ai ngờ Đinh Dũng lại không bỏ qua chuyện này như vậy. Nếu như ông ta vẫn bảo vệ Hàn Hàn, không xử lý thì e rằng tới lúc việc này bị đồn ra ngoài sẽ để lại hậu họa. Nghĩ tới đây, Hàn Tông Khôn hắng giọng nhìn Đinh Dũng, giờ ông chưa có thời gian, cháu cứ xuống dưới trước, lát nữa ông tự có quyết định. Chủ tịch, xem ra ông vẫn muốn bao che cho anh ta rồi, Đinh Dũng đứng dậy khỏi ghế, nhìn Hàn Tông Khôn mà chất vấn. Nghe vậy, Hàn Tông Khôn cũng đứng dậy, nạt nộ, khốn khiếp, cháu đang nói gì thế hả? Đinh Dũng, cháu đừng quên, cháu không có chức vị gì trong tập đoàn hết. Cháu không có quyền điều tra nhân viên công ty. Ông bao che cho anh ta đương nhiên không vấn đề gì vì ông là chủ tịch. Ông nói anh ta không có tội thì ai dám xử lý anh ta, Đinh Dũng mặt lạnh tanh, đột nhiên bật cười ngạo nghễ. Hàn Tông Khôn hắng giọng chắp tay ra sau nhìn Đinh Dũng, cháu còn biết ông là chủ tịch à? Giờ ông lệnh cho cháu lập tức đi ra, sau này không được nhắc tới việc này nữa, ông đương nhiên sẽ xử lý nó, không cần cháu phải khua chân múa tay. Vâng, được thôi ạ, Đinh Dũng sớm đã đoán ra kết cục này, lúc này anh cũng không nhiều lời nữa, cứ thế rút điện thoại ra, đứng trước mặt Hàn Tông Khôn, gọi điện vào số của ngân hàng. Thấy Đinh Dũng rút điện thoại ra, Hàn Tông Khôn sững người, mặt mày tối sầm. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Đinh Dũng bấm nghe, trong điện thoại vang lên giọng nói cung kính của một người đàn ông, là cậu Đinh phải không ạ? Xin hỏi cậu có việc gì cần tôi hỗ trợ không? Anh có nhớ trước đó tôi và Chủ tịch Kim Bảo lãnh khoản vay 1 tỷ nhân dân tệ cho tập đoàn Hàn Thị không? Đinh Dũng nói điềm tĩnh nhưng lại khiến Hàn Tông Khôn tái mặt. Có điều, Hàn Tông Khôn rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Trước tiên chưa cần bàn khoản vay 1 tỷ kia là do Hàn Phương Nhiên đàm phán được hay không, và lời của Đinh Dũng có tác dụng hay không? Cho dù Đinh Dũng diễn vai gì đi nữa thì giờ hợp đồng cũng đã ký, ngân hàng không thể nói rút vốn là rút vốn được. Ngân hàng cũng vì kiếm tiền, sao có thể vì một lời nói của Đinh Dũng mà làm trái hợp đồng được. Thế nhưng suy nghĩ của anh vừa mới xuất hiện thì trong điện thoại đã vang lên giọng nói của nhân viên ngân hàng, tôi còn nhớ, trước đó, nếu không phải cậu hết lòng thì có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội hợp tác rồi. Hiện giờ ý của cậu là, trong điện thoại, người kia như cảm nhận được có gì đó không ổn. Tôi muốn hủy bỏ bảo lãnh, Đinh Dũng nhếch miệng cười. Thế nhưng lời này đến tai cậu nhân viên ngân hàng kia thì lại khiến đối phương thay đổi giọng, hả? Cậu đang đùa sao? Đang hợp tác vui vẻ, sao lại? Vì tôi phát hiện tình trạng rút ruột công trình trầm trọng ở tập đoàn Hàn Thị, một khi công trình thi công hoàn tất thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nói tới đây, Đinh Dũng đột nhiên không lên tiếng nữa. Vì anh biết như vậy cũng đủ rồi. Nhân viên ngân hàng không phải là ngốc, người có thể ngồi vào vị trí giám đốc ngân hàng càng tin tưởng hơn hai hết. Đinh Dũng tin rằng những lời này của mình đủ khiến đối phương phải lựa chọn rồi. Đây, cậu đã muốn hủy bỏ bảo lãnh thì khoản vay này xem ra cũng cần phải xem xét có cần tiếp tục nữa hay không. Quả nhiên, bên trong điện thoại vang lên giọng nói kiên định của đối phương. Cậu Đinh, chúng tôi tin vào quyết định của cậu. Có điều nếu chúng tôi không thẩm tra lại khoản vay thì lại là đơn phương vi phạm hợp đồng, việc này. Yên tâm, tôi là người bảo lãnh, tiền vi phạm hợp đồng tôi trả, Đinh Dũng cười tự tin, liếc sang nhìn Hàn Tông Khôn và không nói thêm gì nữa. Lúc này Hàn Tông Khôn đã nghệt mặt hẳn lại, ông ta đột nhiên hoài nghi Đinh Dũng có phải đang diễn kịch không? Người của ngân hàng lại dễ dàng tin lời Đinh Dũng vậy sao? Sao có thể được? Chỉ một cuộc điện thoại mà lại có thể khiến nhân viên ngân hàng hủy bỏ việc thẩm tra lại khoản vay. Đinh Dũng, cháu đang đùa với ông đấy à? Hàn Tông Khôn mặt mày khó coi, nhìn Đinh Dũng nghiến răng nói, những việc không khác diễn kịch thế này, cháu nghĩ ông sẽ tin sao? Trên thực tế, Hàn Tông Khôn không nghi ngờ khả năng của Đinh Dũng nhưng thật sự việc này quá khó tin. Khoản vay 1 tỷ nhân dân tệ, ngân hàng sao có thể vì đôi ba lời của Đinh Dũng mà thay đổi được? Điều này quá hoang đường. Thế nhưng điều ông ta không biết đó là có lẽ vài ngày trước đó, nếu như Đinh Dũng nói vậy thì người của ngân hàng cũng sẽ không mấy quan tâm vì lúc đó Kim Tư Kỳ lấy thân phận của mình và nhà họ Kim ra để bảo lãnh cho tập đoàn Hàn Thị. Nhưng hiện giờ, sau khi Kim Vô Đạo đem một phần tài sản của Đinh Dũng chuyển vào tài khoản của Đinh Dũng thì thái độ của ngân hàng với Đinh Dũng đã thay đổi 180 độ. Đặc biệt là sau khi Đinh Dũng đồng ý đem một phần tài sản giao cho ngân hàng quản lý thì trong danh sách nội bộ ngân hàng phát triển Kim Châu đã ghi thêm tên Đinh Dũng,
điều này chính là nguyên nhân khiến giám đốc ngân hàng quyết đoán như vậy. Cháu không đùa, ông sẽ biết sớm thôi, Đinh Dũng nhướng mày, nhếch miệng mang theo nụ cười rồi lại ngồi xuống sofa. Tốc độ cho vay của ngân hàng chắc cũng sẽ không nhanh nhưng tốc độ khấu trừ và đóng băng tài khoản thì còn nhanh hơn điện. Đinh Dũng tin chẳng mấy chốc tin vui sẽ tới. Thấy vẻ mặt tự tin đó của Đinh Dũng, tâm trạng Hàn Tông Khôn vốn đã trấn tĩnh lại thì lại một lần nữa bất an. Nếu tất cả mọi thứ vừa rồi là thật thì thật rủi ro. Hiện giờ hầu hết tài sản của tập đoàn Hàn Thị đều đã rót vào hạng mục công trình, lúc này ngân hàng mà cắt nguồn vốn thì tập đoàn Hàn Thị chỉ có thể lâm vào cảnh phá sản. Chủ tịch, không ổn rồi, đương lúc Hàn Tông Khôn cau mày thì bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói hoang mang của một cô gái. Ngay sau đó, một cô gái chừng hơn 30 tuổi trang điểm đậm, thân hình nảy nở như muốn sổ ra khỏi lớp vải kia vội vàng đi tới. Sau khi thấy Đinh Dũng, mặt mày cô ta thay đổi hẳn. Cô ta cúi đầu, nói chủ tịch, xin lỗi, tôi không biết trong văn phòng có người. Không sao, mọi người có thể coi như cháu không tồn tại, Đinh Dũng nhướng mày, cười nói. Hừ, nghe vậy, Hàn Tông Khôn hắng giọng nhìn sang cô gái kia, cau mày hỏi, vội vội vàng vàng, còn ra thể thống gì nữa? Nói đi, có việc gì? Chỗ tài vụ của chúng ta có vấn đề. Vừa rồi có một khoản tiền chuyển khoản không thành công, tôi đã gọi điện cho ngân hàng, và bên đó trả lời tài khoản bị đóng băng, cô gái nhìn sang Đinh Dũng, do dự một lát rồi mới lắp bắp, chủ tịch, khoản tiền này rất quan trọng. Hiện giờ tiền không thể chuyển đi, vậy phải làm sao được? Bị đóng băng rồi, nghe vậy, Hàn Tông Khôn ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ. Mới chỉ chưa tới 5 phút đồng hồ mà tài khoản ngân hàng đã bị đóng băng. Lẽ nào, những gì Đinh Dũng nói đều là thật? Ngân hàng vì đôi ba lời nói của Đinh Dũng mà hủy bỏ thẩm tra khoản vay sao? Sao vậy được chứ? Hàn Tông Khôn thấp thỏm không yên. Đinh Dũng, đây, nghĩ tới đây, Hàn Tông Khôn vội nhìn sang Đinh Dũng. Thế nhưng ông ta còn chưa nói xong thì Đinh Dũng đã khoát tay, đứng dậy, vươn vai thản nhiên nói, vừa rồi ông cũng đã nghe rõ rồi, nguyên nhân hủy bỏ thẩm tra khoản vay rất đơn giản, phải xem lựa chọn của ông thế nào rồi. Cháu đi trước đây, ông cứ suy nghĩ kỹ đi, Đinh Dũng cười nói, rồi quay người đi ra. Khi tới cửa văn phòng, Đinh Dũng đột nhiên quay đầu lại nhìn Hàn Tông Khôn, nói thêm, sự kiên nhẫn của cháu có giới hạn, cháu chỉ cho ông một tiếng đồng hồ suy nghĩ mà thôi. Cháu ở văn phòng của Phương Nhiên đợi ông suy nghĩ kỹ thì tìm cháu, nói rồi, Đinh Dũng cứ thế đi mà không quay đầu lại. Sự sống còn của tập đoàn Hàn Thị đối với anh không quan trọng. Cho dù hiện giờ Hàn Phương Nhiên là nhân viên của tập đoàn, nhưng Đinh Dũng có muốn thành lập một tập đoàn mới cho Hàn Phương Nhiên cũng là việc dễ như trở bàn tay, hà tất phải chịu chết ở đây. Chủ tịch, phải làm sao đây, cô gái kia cứng đơ người, không biết lời của Đinh Dũng có ý gì nên mới lên tiếng hỏi lại. Lúc này Hàn Tông Khôn đã đủ đau đầu rồi, nghe thấy cô gái kia nói vậy thì ông ta trợn mắt lên, nạt cút, cút đi, cô là tài vụ hay tôi là tài vụ, xảy ra chuyện chỉ biết hỏi phải làm thế nào. Phải làm thế nào? Cô không tự biết giải quyết hay sao? Thấy chủ tịch tức tối đùng đùng, mặt cô ta tái mét cả đi, vội vàng khom người, nhanh chóng lùi ra khỏi văn phòng. Đúng là loại ăn hại, nếu không phải mày là người thừa kế thì ông mày đã chóc xương lột da mày rồi. Hàn Tông Khôn nghĩ tới tên vô dụng Hàn Hàn mà trong lòng lại ngùn ngụt lửa giận. Ông ta nắm chặt tay, nhắm mắt lại. Hồi lâu, Hàn Tông Khôn đột nhiên mở mắt ra đứng dậy, ta tuyệt đối không thể để cho tập đoàn Hàn Thị chết trong tay nó. Còn lúc này, Đinh Dũng đã quay về văn phòng của Hàn Phương Nhiên. Văn phòng vốn dĩ lộn xộn thì đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thấy Đinh Dũng quay về, Hàn Phương Nhiên vội đi tới, hỏi, sao rồi? Hai, chủ tịch vẫn nhất mực bảo vệ cho Hàn Hàn, nếu không thì anh ta cũng sẽ không dám ngông cuồng như vậy, thấy sắc mặt Đinh Dũng không được ổn cho lắm, cô trợ lý kia thêm lời. Được rồi, câu này em chỉ được nói trước mặt bọn chị thôi. Lần tới đừng nói linh tinh, nếu bị người khác nghe thấy thì rắc rối đấy. Hàn Phương Nhiên giả bộ tức tối trợn mắt nhìn sang trợ lý, trên thực tế cô cũng có cùng suy nghĩ với trợ lý của mình. Thế nhưng cuộc trò chuyện của hai người khiến Đinh Dũng nghe xong thì lắc đầu, nhếch miệng cười lạnh lùng. Hai người ở đây đợi mà xem, rất nhanh sẽ có kịch hay xem đấy. Kịch hay, Hàn Phương Nhiên sững người. Sau đó bụng miệng nhìn Đinh Dũng với vẻ không sao tin nổi, chủ tịch đồng ý rồi sao? Chưa, nhưng anh tin ông sẽ thay đổi ý kiến nhanh thôi, Đinh Dũng lắc đầu, vẻ mặt đầy tự tin. Đúng lúc này,
bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, sau đó liền có người hét lên, Hàn Hàn thiếu gia, giám đốc Nhiên đang ở trong. Cút sang một bên cho tôi, giọng nói hống hách của Hàn Hàn vang lên. Sau đó, 7, 8 người cùng xông vào văn phòng Hàn Phương Nhiên. Hàn Hàn được 5, 6 gã đàn ông vạm vỡ vây quanh bảo vệ, vừa bước vào cửa, hắn đã mỉa mai, ồ, nghe nói Phương Nhiên quay lại rồi. Anh muốn làm gì, thấy Hàn Hàn, Hàn Phương Nhiên lập tức cau mày, văn phòng của tôi thế này là do anh sai người làm ra vậy à? Hòm tài liệu của tôi đâu? Ồ, vậy không tốt sao, Hàn Hàn nhướng mày nhìn xung quanh mà phất phất tay. Ninh Dũng nhìn bộ dạng ngang ngược đó của hắn ta mà trong lòng không khỏi thầm cười lạnh lùng. Cho dù Hàn Tông Khôn có quyết định thế nào thì Hàn Hàn cũng không cười được lâu nữa đâu, và lại anh cũng không tin Hàn Tông Khôn sẽ dại đột đến mức nhìn tập đoàn Hàn Thị phá sản chỉ vì cố chấp bảo vệ tên ăn hại Hàn Hàn này. Nếu thật sự là vậy thì chỉ có thể nói tập đoàn Hàn Thị sụp đổ cũng không có gì bất ngờ. Kể cả không có Đinh Dũng đổ thêm dầu vào lửa thì tập đoàn Hàn Thị sớm muộn cũng lụi bại trong tay Hàn Tông Khôn và Hàn Hàn. Cảm nhận được ánh mắt của Đinh Dũng, Hàn Hàn vội lùi sau nửa bước, đột nhiên nhớ tới mấy vệ sĩ mình thuê vẫn luôn theo sát, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, Hàn học nhìn Đinh Dũng, món nợ lần trước tao còn chưa tính với mày đâu, không ngờ mày còn dám bước chân vào công ty. Tôi không dám hay là anh không dám, xem ra lần trước tôi đánh anh vẫn chưa khiến anh phục nhỉ, Đinh Dũng nhìn Hàn Hàn bằng đôi mắt khinh khi như muốn giết hắn đến nơi. Thế nhưng sau đó, anh lại bật cười lạnh lùng. Không ngờ anh còn có thể diễu võ dương oai trong công ty. Chú Văn có lẽ cũng điều tra hòm hòm rồi. Hàn Hàn vốn dĩ còn mang vẻ mặt lạnh lùng, sau khi nghe câu này thì càng hống hách. Hôm nay hắn dám tung hoành đi vào đây cũng là vì nghe nói Hàn Thành Văn đã có kết quả điều tra nhưng lại bị chủ tịch đuổi ra ngoài. Chỉ cần nghĩ vậy, trong lòng Hàn Hàn càng có thêm sự tự tin. Hắn nhìn Đinh Dũng hắng giọng, mặt mày mang theo vẻ mỉa mai, cho dù kết quả điều tra có rồi thì đã sao. Mày đừng quên, công ty này là của nhà tao. Tao muốn thế nào thì sẽ được như thế, mày làm được gì? Anh đúng là loại khốn khiếp. Bao tiền của tập đoàn đều đổ vào hạng mục công trình, anh làm vậy không những hủy hoại danh tiếng của tập đoàn, tới lúc có vấn đề gì thì tập đoàn sẽ lập tức sụp đổ, anh muốn vùi dập luôn cả tương lai của tập đoàn hay sao? Khốn khiếp, đây là vì nghĩ cho công ty, vì muốn công ty tiết kiệm được tiền bạc, nghe Hàn Phương Nhiên nói vậy. Hàn Hàn không những không tỏ thái độ hối hận mà ngược lại còn tỏ vẻ hy sinh vì công ty khiến Hàn Phương Nhiên nhìn mà chỉ biết nghiến răng chịu đựng rồi tỏ ra bất lực. Anh tưởng rằng không ai chỉ được anh sao, Đinh Dũng nheo mắt, lạnh giọng nói. Nghe vậy, Hàn Hàn vội rụt cổ lại, nhìn mấy gã đàn ông trước mặt rồi thở phào, Đinh Dũng, mày đừng cho rằng mày có tí bản lĩnh thì làm gì cũng được. Thấy mấy anh em bên cạnh tao chưa? Đây chính là những người tao mời về chỉ để đối phó với mày thôi đấy. Anh cho rằng bọn họ có thể đối phó với tôi à, Đinh Dũng mặt vẫn vô tình, nhưng trong ánh mắt thể hiện sự lạnh lùng quyết đoán. Đinh Dũng vừa dứt lời, mấy tên vệ sĩ tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Tên nào tên ấy nhìn chằm chằm Đinh Dũng, đây có khác gì coi thường bọn chúng. Nếu không thì sao Đinh Dũng có thể nói ra những lời như vậy? Nên biết rằng phía chúng có 5, 6 người, sao có thể không là đối thủ của một tên gầy trơ xương thế này được? Ha ha ha! Thấy cảnh này, Hàn Hàn cười phá lên, hắn chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, Đinh Dũng, nên biết núi cao còn có núi cao hơn, mày ngông cuồng như vậy, rồi sẽ có ngày tao phải cho mày quỳ trước mặt tao. Nghe vậy, mặt Hàn Phương Nhiên tái mét đi, lời Hàn Hàn nói đến cô còn không nghe lọt tai, đương lúc cô định lên tiếng thì bên ngoài chợt vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, Hàn Thành Phú đi vào, mặt mày cuống quýt, khi thấy Hàn Hàn, ông ta lập tức gằn lên, Hàn Nhi, hỏng rồi. Bố, bố sao vậy, thấy bố mình xuất hiện ở đây, Hàn Hàn tỏ vẻ kinh ngạc. Thế nhưng chẳng mấy chốc hắn đã cảm nhận được Đinh Dũng có gì đó không ổn. Bố hắn sao có thể cuống quýt vậy được, có việc gì tồi tệ xảy ra sao? Hàn Nhi, xong thật rồi, vừa rồi bố nhận được thông tin ông đang đến công ty tìm con đấy, Hàn Thành Phú mặt tối sầm cả lại, ông ta lôi tay Hàn Hàn, lần này xong hẳn rồi. Bố đang nói gì vậy? Ông tìm con làm gì, Hàn Hàn tới bây giờ vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Hắn tỏ vẻ hiếu kỳ, xong gì cơ? Con nói xem ông tìm con có việc gì. Chưa bao giờ bố thấy ông tức giận như vậy, nghe con trai vẫn còn chưa hiểu vấn đề, Hàn Thành Phú lắc đầu ái ngại. Chưa bao giờ ông ta thấy bố mình tức giận như lần này, rõ ràng chẳng khác gì muốn giết người.
lần này nhất định xảy ra chuyện lớn rồi. Nghĩ tới trước đó Hàn Thành Văn vào văn phòng của bố mình, Hàn Thành Phú lập tức tìm đến. Thế nhưng nghe thấy lời bố mình nói, Hàn Hàn lại lắc đầu cười nói, không thể nào, vừa rồi con còn nghe nói ông đuổi chú Thành Văn đi rồi, chắc chắn là. Xin chào chủ tịch, hắn còn chưa nói dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hàn Tông Khôn dẫn theo 4, 5 người, mặt mày tối sầm cả lại, trong ánh mắt ông ta rõ vẻ tức tối điên cuồng. Kể cả là nhân viên chào hỏi, ông ta cũng không đáp lời. Bố, sao bố lại đến đây? Hàn Thành Phú nghe thấy thì vội quay người đi tới cười giả lả chào hỏi. Nhưng ông ta còn chưa lại gần thì đã bị cái nhìn sắc lạnh của Hàn Tông Khôn khiến mình phải lùi về sau. Lúc này mặt Hàn Tông Khôn như hàn băng vạn năm, Hàn Thành Phú chỉ biết lẩm bẩm lùi sang bên, cúi đầu liếc mắt sang Hàn Hàn. Ông đến rồi ạ, thấy ánh mắt của ông nội, Hàn Hàn không hề tỏ ra bất ngờ, hắn cười nói, cháu cũng đến thăm Phương Nhiên, cháu. Khốn nạn, quỳ xuống, Hàn Tông Khôn cuối cùng cũng lên tiếng, ông ta không thể hiện quá nhiều sự phẫn nộ và kích động nhưng trong mắt Hàn Hàn thì nó chẳng khác gì viên đạn khiến đầu hắn muốn nổ tung. Hàn Hàn thót tim, không kịp hỏi gì nhưng đôi chân lại mềm nhũn, cứ thế quỳ phịch xuống đất. Ông, cháu, Hàn Hàn quỳ dưới đất, mặt mày sợ hãi. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ nổi, Hàn Hàn chưa bao giờ thấy Hàn Tông Khôn tức giận như vậy, ánh mắt như muốn giết người. Lúc này, trong lòng Hàn Hàn sợ hãi không thôi, hắn nhìn Hàn Tông Khôn mà lắp bắp, nói không thành lời. Loại khốn nạn, cháu biết sai chưa hả? Hàn Tông Khôn mặt mày tối sầm cả lại. Ông ta nghiến răng chỉ vào Hàn Hàn mà nạt, cháu có biết cháu làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì cho tập đoàn không hả? Cháu, Hàn Nhi không biết sai ở đâu, Hàn Hàn nhìn Hàn Tông Khôn mà lắp bắp nhưng vẫn không ý thức được cái sai của bản thân. Nghe vậy, Hàn Tông Khôn tức tối nhắm mắt lại, còn Hàn Thành Phú bất lực lảo đảo về sau 2 bước, ông ta như nín thở. Ông ta ở tập đoàn Hàn Thị mưu đồ bao năm cũng chỉ vì muốn có được chức chủ tịch, còn bây giờ mọi thứ đã đổ bể cả rồi. Chính là bị tên nghịch tử này phá hoại. Hàn Tông Khôn tức tối, thở dài, khi mở mắt ra, vẻ mặt ông ta đầy quyết đoán, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn. Ông ta nhìn Hàn Hàn, nói, Hàn Nhi, cháu là cháu trai độc đinh của nhà họ Hàn đời này, ông vốn định bồi dưỡng cháu tiếp quản cơ nghiệp nhưng không ngờ cháu lại làm ra những việc thế này. Ông, cháu biết sai rồi, ông cho cháu một cơ hội nữa đi mà, nghe Hàn Tông Khôn nói vậy, Hàn Hàn vội quỳ xuống. Ôm lấy chân Hàn Tông Khôn, khóc lóc cầu xin ông cho cháu thêm một cơ hội nữa đi. Thành Phú, cho Phương Nhiên tiếp nhận bên tài vụ, cho nó quản lý, nói rồi, Hàn Tông Khôn không buồn nhìn sang Hàn Hàn mà nhìn Hàn Phương Nhiên nói, Phương Nhiên, mặc dù nhà họ Hàn chưa có tiền lệ con gái được thừa hưởng chức vụ này trong tập đoàn nhưng hôm nay ông sẽ khiến việc không thể thành có thể. Chỉ cần khả năng của cháu xuất chúng, có thể dẫn dắt tập đoàn phát triển thì chức chủ tịch này sau này sẽ là của cháu. Đây, Hàn Phương Nhiên thoáng qua ánh nhìn do dự trong đôi mắt, cô cảm thấy thật kỳ lạ. Không biết hôm nay ông làm sao thế? Trước đây, người ông luôn hết mực thương yêu Hàn Hàn mà hôm nay lại khai trừ anh ta trước mặt tất cả mọi người. Đây đúng là điều khó tin. Phương Nhiên, ông tin cháu cứ mạnh dạn làm, ông tin cháu nhất định có thể dẫn dắt tập đoàn phát triển, thấy Hàn Phương Nhiên còn do dự, Đinh Dũng huýt cô, cười nói. Vốn dĩ mục tiêu của Đinh Dũng chính là ép Hàn Tông Khôn đưa ra lựa chọn, chỉ cần Hàn Tông Khôn nghiêng về phía Hàn Phương Nhiên thì Đinh Dũng đương nhiên sẽ giúp tập đoàn Hàn Thị vượt qua ải khó khăn này. Thế nhưng nếu như Hàn Tông Khôn vẫn cố chấp thì đừng trách Đinh Dũng không nể tình. Hàn Thành Phú dựa tay vào tường, cố gắng kiểm soát đôi chân để không bị run. Ông ta thầm gào thét trong lòng, Hàn Hàn bị khai trừ rồi, điều này không khác gì chặt đứt đôi tay ông ta. Châm một mồi lửa vào biết bao thành quả mà ông ta gây dựng bao năm ở tập đoàn. Kết quả này khiến Hàn Thành Phú không thể chấp nhận được. Lúc này ông ta chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, ông ta thất thần đảo mắt nhìn Hàn Hàn, nghịch tử, mày nhìn việc mày làm đấy. Được rồi, nó là con trai con, nó hư là tại con, lẽ nào con còn không có trách nhiệm, Hàn Tông Khôn hắng giọng, trợn mắt nhìn Hàn Thành Phú, sau đó ông ta lại nhìn sang Hàn Hàn, lạnh lùng nói, đứng lên đi. Cho dù cháu không còn là người của tập đoàn nữa nhưng cháu vẫn là cháu của ông, sao có thể không có khí thế như vậy được, nói quỳ là quỳ, đúng là mất mặt. Nói rồi, Hàn Tông Khôn cau mày phất tay áo, nhìn sang Đinh Dũng, giờ cháu vừa lòng chưa? Cháu nghĩ câu này ông không nên hỏi cháu mà nên hỏi bản thân ông.
ông có hài lòng với kết quả này không? Đinh Dũng như cười như không, nhìn Hàn Tông Khôn. Không đợi ông ta lên tiếng, anh đã chủ động nói, được rồi, cháu sẽ đưa Phương Nhiên tới ngân hàng ký một bản hợp đồng. Hừ, Hàn Tông Khôn hắng giọng, quay người rời đi. Từ đầu tới cuối, mấy người phía sau ông ta không dám ho he câu nào. Thực sự thì bọn họ chưa bao giờ thấy chủ tịch tức giận như vậy, đến cháu mình nói sa thải là sa thải, đúng là ra tay dứt khoát. Sau khi nhìn theo Hàn Tông Khôn rời đi, Đinh Dũng nhếch miệng châm chọc, nhìn sang hai bố con Hàn Thành Phú một cái rồi mới nhìn sang Hàn Phương Nhiên, cười nói, Phương Nhiên, chúc mừng em. Anh lại dùng cách gì mà có thể khiến ông như vậy? Hàn Phương Nhiên nhìn Đinh Dũng, trong lòng vẫn không khỏi cảm kích. Ngay từ đầu cô đã khao khát có thể vào được tập đoàn, tới sau này khi vào được tập đoàn rồi, cô lại cảm thấy khó chịu với những hành động của Hàn Hàn. Hiện giờ Hàn Hàn như cái gai đã được nhổ đi, sao Hàn Phương Nhiên không vui cho được? Trên đời này không có việc gì mà tiền không làm được, Đinh Dũng cười thần bí, nhưng Hàn Phương Nhiên nghe là đã hiểu luôn. Đinh Dũng chắc chắn dùng khoản tiền 1 tỷ nhân dân tệ để ép Hàn Tông Khôn. Hàn Hàn ngồi dưới rất thất thần, hắn nhìn vẻ mặt mỉa mai của Đinh Dũng mà chỉ cảm thấy nóng mặt. Trước đó hắn còn nói nhất định sẽ bắt Đinh Dũng quỳ trước mặt mình nhưng nào ngờ chưa được bao lâu hắn đã phải quỳ trước mặt Đinh Dũng, hắn chỉ cảm thấy như mình đang bị giáng cho cái tát vậy. Sếp à, trước đó khoản tiền lương mà anh nói, mấy gã đàn ông kia thấy Hàn Hàn thế này, lại nghe hắn bị khai trừ khỏi công ty thì vội hỏi. Lương gì, cút cho tao, Hàn Hàn mặt cắt không còn giọt máu. Nghe mấy tên xung quanh còn nhắc tới tiền với mình thì lập tức nạt tìm tài vụ tính tiền. Xin lỗi, ông đã giao tài vụ cho em rồi, khoản tiền này không chi trả được. Nghe vậy, Hàn Phương Nhiên bước lên một bước, nhìn Hàn Hàn bằng đôi mắt nghiêm nghị, không chút nể nang, đây là tiền riêng anh cần bỏ ra, công ty không chi trả. Cái gì, vậy chúng tôi tìm ai lấy tiền, mấy gã đàn ông kia nghe vậy thì cuống lên, trước đó Hàn Hàn đồng ý mỗi người một ngày 1.000 tệ. Cho nên bọn họ mới đi theo bảo vệ Hàn Hàn. Hiện giờ đột nhiên nói không chi trả thì đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua việc này rồi. Ai thuê các anh thì các anh tìm người ấy, còn hỏi làm gì, cô trợ lý của Hàn Phương Nhiên cũng chẳng còn nhẫn nại, nhìn mấy gã đàn ông mà lẩm bẩm. Đưa tiền, nghe vậy, gã đàn ông kia lôi Hàn Hàn từ dưới đất lên. Đưa tiền cho tôi, không phải các người tới phòng tài vụ tính tiền sao, bị gã đàn ông kia lôi dậy, Hàn Hàn sợ thót tim. Chỉ vào hắn mà chửi, mấy đứa chúng mày là cái thá gì mà dám như vậy với tao? Mẹ kiếp, mày cũng đã bị đuổi rồi mà còn ở đấy giễu võ dương oai à? Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không trả tiền cho anh em bọn tao thì bọn tao giết chúng mày đi. Mấy gã đàn ông này vừa nghe Hàn Hàn chửi mình như vậy thì lửa giận bốc lên, cứ thế đạp Hàn Hàn ngã ra đất. Thấy cảnh này, Hàn Thành Phú mặt mày biến sắc, ông ta lập tức nạt, chúng mày làm gì thế hả? Dám gây sự trong tập đoàn à? Có tin tao báo cảnh sát bắt chúng mày không hả? Cút, ông là bố nó phải không? Chỉ cần giao tiền ra thì mọi thứ dễ nói chuyện. Nghe vậy, gã đàn ông kia lại nhìn sang Hàn Thành Phú lạnh giọng nói. Lúc này, Đinh Dũng đi tới, nhìn mấy gã đàn ông kia rồi thản nhiên nói. Được rồi, các người giải quyết với nhau thì đừng giải quyết trong tập đoàn, lôi bọn họ ra ngoài chẳng phải là xong sao? Tôi nói cho các người biết, trên người anh ta còn đầy tiền. Nào là đồng hồ, nào là dây chuyền, mấy thứ này đều là hàng hiệu cả đấy. Đinh Dũng dứt lời, hai bố con Hàn Hàn và Hàn Thành Phú tái mét mặt. Còn mấy gã đàn ông kia thì sáng mắt lên, bọn họ lập tức đưa mắt nhìn nhau, cứ thế đi về phía Hàn Hàn. À, Đinh Dũng, mày chết không yên đâu, tao sẽ không tha cho mày, mãi tới sau khi rời đi, vẫn còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hàn Hàn. Khi tiếng thét của hắn im bặt thì Hàn Phương Nhiên mới thở phào nhìn Đinh Dũng cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, từ nay về sau tập đoàn Hàn Thị sẽ không còn ai đối đầu với em nữa. Đinh Dũng nhìn Hàn Phương Nhiên hiền hòa, nói tiếp chiều nay hai chúng ta tới ngân hàng nhé, thanh toán khoản nợ trước đó của tập đoàn với ngân hàng, sau đó ký một bản hợp đồng mới với ngân hàng, lấy danh nghĩa của em. Anh đã nói chuyện với ngân hàng rồi, bên trong tấm thẻ này có 1 tỷ, có lẽ đủ dùng, Đinh Dũng vừa nói. Vừa rút ra một tấm thẻ đưa cho Hàn Phương Nhiên, sau đó nói nhẹ nhàng, mật khẩu là ngày sinh nhật của em. 1 tỷ, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Phương Nhiên giật mình, miệng gần như há to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Con số 1 tỷ nhân dân tệ mà Đinh Dũng có thể nói ra dễ dàng như vậy, lại còn giao vào tay cô, Hàn Phương Nhiên đột nhiên có cảm giác như đang nằm mơ.
Cô không hỏi xem số tiền này ở đâu mà chỉ gật đầu nghiêm túc, nhìn Đinh Dũng, nói anh yên tâm, anh tin em như vậy thì em nhất định sẽ dẫn dắt tập đoàn phát triển hơn nữa. Đinh Dũng gật đầu, 1 tỷ có lẽ đối với những người khác mà nói là con số trên trời, nhưng đối với Đinh Dũng nó thật sự không là gì cả, và lại tiền đối với anh cũng chỉ là dãy số mà thôi. Sống bao nhiêu năm trời như vậy, Đinh Dũng đã mất đi hứng thú với tiền từ lâu rồi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người trong tập đoàn đều biết đến việc này. Việc Hàn Hàn bị sa thải khiến cả tập đoàn như bùng nổ, không ít người vỗ tay nói đó là chuyện tốt, nhưng cũng có một số người từng thân cận với Hàn Hàn bị đổi vị trí thì trong lòng không khỏi oán hận. Những việc này Đinh Dũng đều biết cả. Anh giải quyết xong mọi việc thì quay về biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên tiếp tục bế quan tu luyện, tranh thủ thời gian trước khi diễn ra đại hội liên minh thì đạt tới tầm trung của cảnh giới kim đan, đây cũng là mục tiêu mà Đinh Dũng đặt ra cho mình. Hàn Phương Nhiên cầm tấm thẻ ngân hàng Đinh Dũng đưa và nhanh chóng trả được hết số nợ của tập đoàn Hàn Thị, sau đó nhờ vào tấm thẻ ngân hàng của Đinh Dũng và mối quan hệ vợ chồng với Đinh Dũng mà lấy danh nghĩa cá nhân vay một khoản tiền khổng lồ dùng để mua cổ phần của tập đoàn. Mãi tới bây giờ Hàn Phương Nhiên mới có chỗ đứng vững trong tập đoàn. Thoáng chốc, 3 ngày đã trôi qua. Trong 3 ngày này, nhà họ Hàn Thị ở Giang Bắc không hề có thêm lời nào nhưng bầu không khí lại càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều biết việc nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc có lời với Đinh Dũng còn thái độ của Đinh Dũng lại khiến không ít người chú ý. Bọn họ chỉ biết lắc đầu, không ai cho rằng Đinh Dũng là đối thủ của nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc. Một Tần Văn Minh có lẽ không phải là đối thủ của Đinh Dũng nhưng nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc tuyệt đối không phải một mình Đinh Dũng có thể địch lại được. Kể cả là nhà họ Thiết mạnh như vậy cũng phải khuất phục trong thời gian ngắn. Vì hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc quá mạnh, không chỉ thực lực hùng hậu và thế lực khủng khiếp mà danh tiếng của hai bên quá chênh lệch. Sáng nay, Đinh Dũng dậy từ rất sớm. Đại hội liên minh sắp diễn ra, địa điểm được nhà họ Bách Lý chọn ở khách sạn trung tâm thành phố. Cẩn thận nhé, Hàn Phương Nhiên giúp Đinh Dũng chỉnh lại từng nếp nhăn trên bộ quần áo. Cô nhìn Đinh Dũng với khí chất ngời ngời mà trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Mặc dù Hàn Phương Nhiên không biết đại hội liên minh rốt cục làm gì nhưng nghĩ tới sự uy hiếp trước đó của nhà họ Tần Thị đối với Đinh Dũng, lại thêm thông tin được lan truyền gần đây, rõ ràng tất cả đều không hề có lợi với Đinh Dũng. Đinh Dũng cười, vẻ mặt tự tin, liếc mắt nhìn Hàn Phương Nhiên, sau đó rời khỏi biệt thự Thanh Thành Sơn. Thiết Vô Cực đã đợi anh ở trang viên Thanh Long. Ôi chao, hôm nay cậu Đinh trông thần thái đấy, Thiết Vô Cực đứng ở cửa trang viên nhìn thấy Đinh Dũng thì lập tức giơ tay chào. Cười nói cậu Đinh nghe nói gì chưa? Sáng nay nhà họ Tần thì có lời rồi, nếu cậu không chịu xin lỗi thì hôm nay bọn họ sẽ tính sổ với cậu trong đại hội. Cậu nói xem, cậu cũng thật là, xin lỗi là xong thôi mà, Thiết Vô Cực vỗ vai Đinh Dũng. Nghe vậy, Đinh Dũng hơi sững người, hỏi vô thức, nhà họ Tần thì nói vậy thật sao? Đương nhiên rồi, cậu cho rằng người ta đang đùa với cậu sao? Bọn họ nói được làm được. Trước đó cậu đánh Tần Văn Minh thì bọn họ đã chắc chắn không tha cho cậu rồi, cho nên hôm nay cậu phải cẩn thận đấy, Thiết Vô Cực vừa nói vừa mở cửa xe, đi thôi. Vậy phiền ông rồi, Đinh Dũng gật đầu, không khách khí nữa, cứ thế ngồi lên xe. Sau khi lên xe, Đinh Dũng nhếch miệng cười lạnh lùng. Nhà họ Tần thì đã không định rút lui thì cứ đến thôi. Hôm nay anh phải xem bọn họ dở trò gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.